Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 4. Lâm Thanh Đàn nhíu mày, tên hung thủ giết người này, còn quay lại làm gì? Hung thủ giết người. Lý Tuyên sửng sốt một chút, chuyện hai ngày trước cô bé mà Hẳn Kê thuốc xém chết, hắn cũng không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng thuốc mà Hẳn Kê hoàn toàn vô hại. Cho nên đối với câu hung thủ giết người này của Lâm Thanh Đàn, cũng không hiểu, cảm thấy cô đang vu khống, cũng không để trong lòng. Lý Tuyền cười nói, bà chủ Lâm đừng hiểu lầm, tôi trở lại không phải muốn xin cô đi làm, mà là bởi vì, cửa hàng của tôi ở ngay đối diện. Cái gì? Lâm Thanh Đàn lập tức lộ vẻ khó coi, anh muốn mở y quán đối diện của tôi. Cũng không có ai quy định nói hai y quán không thể mở. Ở đối diện cả, tất cả mọi người đều dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, đến lúc đó liền xem ai bản lĩnh lớn hơn. Lý Tuyền cười nói. Sắc mặt Lâm Thanh Đàn vô cùng khó coi. Đây là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm sao? Rõ ràng chính là ỷ vào cái danh học trò của Quốc Y đại sư, đến bắt nạt một cô gái yếu đuối thì đúng hơn. Nhưng mà, càng làm cho Lâm Thanh Đàn khó chịu còn ở phía sau, chỉ nghe Lý Tuyền mưu mô nói ai, không biết những anh chị em đồng môn của tôi dạo này ra sao, mấy. Ngày nữa phải mời đến hỏi thăm tình hình mới được. Lý Tuyền nói xong liền cười to rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Thân thể mềm mại của Lâm Thanh Đàn khẽ run lên. Hiển nhiên là bị những lời này của Lý Tuyền làm cho tức giận không nhẹ. Ý câu nói vừa rồi của Lý Tuyền rất rõ ràng, hẳn muốn hôm khai trương y quán, mời những người bạn đồng môn đến để trợ uy. Sư huynh đệ đồng môn của Lý Tuyền là những người nào? Đầu là đệ tử thân truyền của Quốc Y đại sư Dư Hồng Văn, tùy tiện nói ra một cái tên đều là nhân vật vang dội, nếu tụ cùng một chỗ, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động. Đến lúc đó, phòng trừng y quán của Lý Tuyền vừa khai trương, chính là lúc Hạnh Lâm Đường đóng cửa. Nghĩ đến tâm huyết 2 năm của mình, lập tức sẽ trôi theo dòng nước, trong lòng Lâm Thanh Đàn cũng rất khổ sở. Chị hai, sao lại không vui, là tên nào chọc chị, em đi làm thịt hãn. Lục Vân vừa vào đã thấy Lâm Thanh Đàn giàu dĩ không vui, vì vậy cười hỏi. Lâm Thanh Đàn véo hắn một cái nói, động một chút là. Giết người, cậu là cuồng bạo lực sao? Lục Vân cười khan hai tiếng, đây không phải là vì lo lắng. Cho chị sao, còn các chị khác cũng vậy, ai dám khi dễ bắt nạt họ, em cũng làm thịt hết. Chỉ biết ba hoa. Lâm Thanh Đàn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp, người em trai này, dường như chính là chỗ dựa của cô. Chị hai, chị cứ nói đi, không biết em có thể giúp được gì không? Lục Vân tiếp tục hỏi. Thấy hẳn không chịu buông tha. Lâm Thanh Đàn đành phải kể lại chuyện Lý Tuyền vừa rồi. Lục Vân cười an ủi, chị hai yên tâm đi, y quán của anh ta không mở nổi đâu. Cậu nói không mở được là không mở được, cậu cho rằng cậu là cục trưởng cục y tế sao? Lâm Thanh Đàn trừng mắt nhìn hắn. Chị hai không tin em. Tin, em là em trai chị, cho dù em nói em có thể hái sao trên trời xuống, chị cũng tin em. Lục Vân cười cười, không giải thích thêm gì nữa. Mà nói một câu, chị hai, bụng em hơi đói, đi cuối đường mua chút gì ăn đây. Nói xong hắn liền rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Mà ngay khi ra khỏi cửa, ánh mắt Lục Vân chợt lạnh xuống. Lại là cái tên không biết sống chết Lý Tuyền, xem ra lần trước đánh anh một tát không đủ đau, lại còn dám chạy đến bắt nạt chị hai, tôi xem anh là chán sống rồi. Ngày hôm qua Hồ Vĩ Bình nôn cả một ngày, mật đều thiếu chút nữa cũng nôn ra theo. Hôm nay lúc tỉnh dậy đã đến giữa trưa. Đau đầu muốn nứt ran. Vừa mở mắt, ông ta bất chấp đau đầu, vội vàng gọi con trai hắn Hồ Siêu tới bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Siêu, sắc mặt Hồ Vĩ Bình đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên đầu con trai ông quấn một vòng băng gạc màu trắng, vội hỏi, đầu của con, là Lục tiên sinh đánh sao? Ngữ khí của Hồ Vĩ Bình, không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Hồ Siêu lắc đầu nói. Không phải, đây là con tự dập đầu xuống nền. Vậy, Lục tiên sinh thế nào rồi? Ngày hôm qua Hồ Vĩ Bình uống rượu xong liền ngất đi, cho nên cũng không biết chuyện xảy ra sau đó. Vẻ mặt Hồ Siêu có chút xấu hổ, ngày hôm qua. Con cũng ngất đi rồi, ba, Lục tiên sinh kia, rốt cuộc là ai? Hồ Siêu rất nghi hoặc. Hồ Vĩ Bình thở dài nói, còn nhớ cha đã nói với con, Giang Thành xuất hiện một vị thần y rất lợi hại không? Hồ Siêu gật đầu. Việc này hắn đương nhiên nhớ rõ, bởi vì vừa mới 2 ngày trước Hồ Vĩnh Bình vừa nhắc với hẳn chuyện này.
nghe nói vị thần y kia, hiểu được cửu chuyển hồi dương châm pháp, ngay cả quốc y đại sư Dư Lão, sau khi nghe nói đều muốn bái hắn làm thầy. Cha, chẳng lẽ vị thần y mà cha nói, chính là Lục tiên sinh? Hồ Siêu tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Hồ Vĩ Bình gật đầu, đúng vậy, chính là ngài ấy, không chỉ như thế, Lục tiên sinh còn có một người chỉ tên là Liễu Yên Nhị, hình như có quan hệ thân thiết với Vân Lộc đại sư. Hồ Siêu nghe vậy sắc mặt từ trắng chuyển sang tím rồi lại chuyển sang đen. Khi hẳn nghe cha nhắc đến vị thần y kia, còn tưởng rằng đối phương là người già khóc rồi, sao có thể nghĩ đến lại còn trẻ như vậy. Ngày hôm qua, thật đúng là suýt nữa gây nên đại họa. Hồ Vĩ Bình đột nhiên giật mình, nói, mau, mau lật danh bạ điện thoại di động, xem có cách liên lạc với Lâm Thanh Đàn không. Hồ Siêu cười khổ, đã sớm xóa rồi. Lâm Thanh Đàn đã rời khỏi bệnh viện Trung Y Giang Thành 2 năm, lúc trước ở bệnh viện, Hồ Siêu cố sức theo đuổi Lâm Thanh Đàn nhưng không thành công, nếu còn giữ lại số điện thoại của cô ta, không phải tự ngược chính mình hay sao? Xem ra chỉ có thể đến khoa y tế tìm. Hồ Vĩ Bình cố gắng đứng lên, chuẩn bị lên đường đi tới bệnh viện Trung Y Giang Thành. Lúc trước Lâm Thanh Đàn từng làm việc ở bệnh viện, cho nên phương thức liên lạc của cô nhất định được lưu trữ ở khoa y tế. Nên hiện tại chỉ có thể hy vọng Lâm Thanh Đàn không thay đổi số điện thoại mà thôi. Mà ngay khi Hồ Vĩ Bình sắp ra cửa, điện thoại di động của hắn đột nhiên rung lên, lấy ra thấy là một dãy số xa lạ, còn tưởng rằng là bệnh nhân nào đó gọi tới, ông ta không hề nghĩ ngợi liền từ chối nhận. Nhưng mà một lát sau, một tin nhắn đột nhiên gửi tới, tôi là Lục Vân. Lục tiên sinh. Hồ Vĩ Bình kích động không thôi, lập tức gọi lại, Lục tiên sinh. Không ngờ ngài có thể chủ động gọi điện thoại cho tôi thật sự là quá kích động, chuyện ngày hôm qua, thật sự vô cùng xin L. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ông có muốn học cửu chuyển hồi dương châm không? Đầu dây bên kia Lục Vân lời ít ý nhiều. Hồ Vĩ Bình nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta kích động sắc mặt đỏ bừng, móc hết ruột gan ra nói, muốn, không chỉ có tôi muốn, thầy của tôi cũng muốn. Hai ngày nay sư phụ của tôi vẫn luôn nhắc muốn bái ngài làm thầy đây. Sư phụ ông? Sư phụ tôi là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Đầu dây bên kia trầm mặc, hồi lâu mới vang lên thanh âm cổ quái của Lục Vân, nói như vậy, ông hẳn là biết Lý Tuyền. Biết, tôi biết, chúng tôi là đồng môn, nhưng mà, quan hệ của tôi với Lý Tuyền cũng không tốt, chẳng lẽ? Lục tiên sinh là bạn của Lý Tuyền. Kẻ thù thật tốt quái. Hồ Vĩ Bình không nhịn được hô lên, rất nhanh lại ý thức được mình lỡ lời, vội vàng giải thích, không phải, thật ngại quá Lục tiên sinh, tôi không phải cố ý mạo phạm, ý của tôi là, Lý Tuyền kia căn bản không có tư cách trở thành bằng hữu của ngài. Được rồi, đừng ở đó nịnh hót nữa, hai ngày nữa y quán của Lý Tuyền sẽ mở cửa đối diện Hạnh Lâm đường của chị tôi, ông gọi thêm vài người tới đây, giao uy với bọn họ. Được rồi, ngài gửi địa chỉ cho tôi. Việc này tôi nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, Hồ Vĩ Bình cả người đều nhẹ nhõm, giống như là nhìn thấy thái dương ấm áp sau những ngày mưa tăm tối. Vô cùng sảng khoái a. Ha ha ha, Lý Tuyền a Lý Tuyền, lúc đi học ông hết lần này đến lần khác đối phó tôi, không ngờ lần này ông lại chọc đến Lục tiên sinh, thật sự là đáng đời, ha ha ha. Hồ Vĩ Bình quả thực sắp cười điên rồi. Hiện tại ông ta đương nhiên sẽ không nói gì Lý Tuyền chuyện ông ta đã thành kẻ thù của Lục tiên sinh. Hồ Siêu ở một bên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hồ Vĩ Bình, hỏi cha làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng còn vẻ mặt u buồn, sao nhận một cú điện thoại, liền cười vui vẻ như vậy, cũng không đi bệnh viện Trung Y nữa sao? Hồ Vĩ Bình vừa cười vừa nói, tiểu Siêu, lần này chúng ta nhặt được bảo vật rồi. Hồ Siêu không rõ nguyên do. Hồ Vĩ Bình không để ý đến hắn, mà mở danh bạ điện thoại di động ra, gọi từng cuộc điện thoại ra ngoài. Lão Tào, mấy ngày nay có rảnh hay không, tôi muốn nhờ. Ông giúp một vị cái gì? Ông muốn đi ủng hộ Lý Tuyền ở y quán, vậy được rồi, chúc ông may mắn. Lão Mạnh, có rảnh hay không? Ông cũng muốn đi tham gia Lý Tuyền khai trương y quán. Chúc ông may mắn. La Sư Ca, chúc ông may mắn. Hồ Vĩ Bình liên tiếp gọi hơn 10 cuộc điện thoại ra ngoài, kết quả đều bị Lý Tuyền nhanh chân gọi trước, cuối cùng chỉ có 2-3 người, anh em trước kia có quan hệ đặc biệt thân thiết với ông ta, đồng ý tới giúp đỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Siêu đứng ở một bên,
càng thêm buồn bực khó hiểu nói cha, có phải cha bị rượu làm cho hỏng đầu óc rồi, người khác từ chối cha còn vui vẻ như vậy. Con không hiểu, cái này gọi là lùa cá vào lưới, sau đó một lưới bè hết, ha ha ha. Cuối cùng, Hồ Vĩ Bình gọi hết những người ông ta quen trong danh bạ, sau đó vung tay lên nói, đi, Tiểu Siêu, cùng cha lái xe đi bái phỏng sư phụ. Quốc y đại sư Dư Hồng Văn, từng là giáo sư Đại học Đông Y, giáo sư nghiên cứu sinh, sinh viên dưới tay ông ta bồi dưỡng ra, ở các bệnh viện Long Quốc đều rất nổi tiếng. Ngay cả Cục trưởng Cục Y tế thành phố Giang Thành, cũng là học sinh của ông ấy. Chẳng qua Dư Hồng Văn đã về hưu gần 10 năm, hiện giờ đang trong trạng thái an hưởng tuổi già. Lúc Hồ Vĩ Bình đi tới nhà thầy, thật trùng hợp, vừa vặn gặp được Lý Tuyền đi ra. Hai người đều hừ lạnh một tiếng, làm bộ như không quen biết nhau. Trong đình viện, chỉ thấy một vị lão già mặc áo vải màu trắng đứng ở dưới bóng cây, chậm rãi từ từ đánh thái cực quyền. Chính là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Tuy rằng đã hơn 70 tuổi, nhưng thân thể lão già vẫn rất khỏe mạnh, điều này có liên quan đến mỗi ngày ông ta đều kiên trì đánh thái cực quyền dưỡng sinh. Nhưng một vị lão già khỏe mạnh như vậy, khi nghe nói có người thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm, lại kích động hộc máu tại chỗ, có thể tưởng tượng được, cửu chuyển hồi dương châm là một môn châm pháp chân quý cỡ nào. Vĩ Bình, anh đến rồi. Thấy Hồ Vĩ Bình, Dư Hồng Văn dừng động tác trong tay, cười hỏi. Hồ Vĩ Bình gật đầu, thầy, vừa rồi em nhìn thấy Lý Tuyền. Ừ, hắn nói hắn chuẩn bị mở một trung y quán, muốn mời tôi đi trợ trận. Sư phụ ngài đồng ý. Dư Hồng Văn cười lách đầu, mở y quán phải dựa vào trình độ của bản thân, mà hắn lại dựa vào những thứ bảng môn tả đạo này e là đi không xa, cho nên tôi đã phê bình anh ta một trận. Sư phụ nói rất đúng. Anh hôm nay tới tìm tôi, có phải có tin tức của vị thần y kia? Vâng, thật sao? Dư Hồng Văn vèo một cái nhảy đến trước mặt Hồ Vĩ Bình, bắt lấy bả vai hắn lắc mạnh một cái, làm cho Hồ Vĩ Bình hoảng sợ. Sư phụ, xin ngài bình tĩnh. Dư Hồng Văn vội vàng nói, mau, mau dẫn ta đi gặp thần y, ta muốn dập đầu, bái thần y làm thầy. Có câu nói, sáng có được chiều chết đi cũng không hối tiếc. Dư Hồng Văn chính là người như vậy. Cả đời ông ta đều đắm chìm trong học thuật trung y, đối. Với trung y cực kỳ si mê, đây cũng là nguyên nhân ông ta có thể trở thành quốc y đại sư. Mặc dù về hưu, nhưng cũng không ngừng nhắc nhở những thành tựu trong quá khứ của mình. Trong đó có cửu chuyển hồi dương châm. Môn châm pháp này, là lúc còn thanh niên Dư Hồng Văn ở trong một môn sách cổ học được, chính là dựa vào môn châm pháp này, để cho hẳn ở giới trung y nổi danh một đời. Sau khi thành danh Dư Hồng Văn cũng không keo kiệt, trực tiếp truyền thụ môn châm pháp này cho các học sinh của ông. Nhưng hai năm trước, khi Dư Hồng Văn xem lại cửu chuyển hồi dương châm, phát hiện môn châm pháp này lại không trọn vẹn. Hóa ra, bên trong cửu chuyển của cửu chuyển hồi dương châm, không phải là nói cần dùng 9 cây châm, mà ý nói là hiệu quả của châm này có 9 tầng. Chỉ có khi đạt tới tầng thứ 9, mới có thể chân chính hồi dương cứu nghịch, sinh tử độ hồn. Mà với trình độ hiện tại của Dư Hồng Văn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển đến tầng thứ 7, còn lại 2 tầng. Hẳn tốn thời gian 2 năm cũng không thể nghiên cứu ra. Cho nên khi hẳn nghe thấy Hồ Vĩ Bình nói có người thi triển ra cửu chuyển hồi dương âm, còn cố ý hỏi Hồ Vĩ Bình, người nọ tổng cộng hạ mấy mũi, Hồ Vĩ Bình trả lời là 12 mũi. 12 châm, nhiều hơn ông ta tận 3 châm. Đây không chỉ là số lượng gia tăng, nó càng có nghĩa là, người kia đã ngộ ra được hàm ý cửu chuyển bên trong môn châm pháp này. Khi đó Dư Hồng Văn liền quyết định, nhất định phải bái Lục Vân làm thầy. Hồ Vĩ Bình thấy thầy kích động như vậy, lại vô cùng bất đắc dĩ nói một câu, thầy, em cảm thấy hiện tại đi tìm Lục tiên sinh, không ổn. Sao, anh cũng bắt đầu ra điều kiện với tôi? Dư Hồng Văn không vui nói. Hồ Vĩ Bình sạc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cười khổ nói, sư phụ, ngài hiểu lầm ý của học trò rồi, ý của trò là, ngài vô duyên vô cớ đi bái phỏng Lục tiên sinh nhất định không chịu thu ngài làm đồ đệ. Hồ Vĩ Bình không có nói rõ cho Dư Hồng Văn là Lục Vân đã quyết định đem cửu chuyển hồi dương châm truyền thụ cho bọn họ. Dư Hồng Văn nhíu nhíu mày nói, vậy ý của anh là? Học trò cảm thấy sư phụ nên để Lục tiên sinh nợ ngài một cái nhân tình. Anh có cách gì? Hồ Vĩ Bình cười cười, đôi mắt nhỏ màu đậu tương dưới kính tròn lóe ra quang mang thông minh, nói ra.
Theo học trò được biết, Lục tiên sinh có một người chị, mở một y quán tên Hạnh Lâm Đường, nhưng gần đây, lại có một tên không có mắt, cố ý mở một y quán mới đối diện Hạnh Lâm Đường, muốn phá hủy Hạnh Lâm Đường của người ta. Lại còn có người làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Hồ Vĩ Bình đảo tròng mắt nói, học trò cảm thấy mặc kệ là người nào, chắc chắn sẽ nể mặt mũi của người, cho nên, không băng đợi đến khi y quán mới đó khai trương, ngài tự mình đi một chuyến, như vậy có thể thuận nước đẩy thuyền đưa cho Lục tiên sinh một cái nhân tình. Sư Hồng Văn vỗ đùi nói, ý kiến hay, tôi đã nói tiểu tử anh thông minh mà, chuyện này cứ làm như vậy, đợi ngày cái y quán kia khai trương, anh tự mình tới đón tôi. Vâng sư phụ. Lúc Hồ Vĩ Bình rời khỏi dinh thự của Dư Hồng Văn, bước đi đều cảm giác bay bổng, trong lòng không ngừng cười lạnh, Lý Tuyền a Lý Tuyền, đúng là cách của Hồ Vĩ Bình tôi cao hơn ông một bậc. Hồ Siêu hỏi, ba, Dư Lão nói thế nào? Chờ xem kịch hay đi. Hai ngày sau, tứ hợp đường của Lý Tuyền khai trương. Hai ngày nay, ông ta không chỉ liên hệ với rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa còn bỏ rất nhiều công sức ra tuyên truyền. Cho nên vào ngày khai trương, người đến chật ních. Còn Lâm Thanh Đàn bên này có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu, nếu như không phải Lục Vân an ủi cô, hôm nay cô cũng không muốn mở cửa Hạnh Lâm Đường. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của cô. Tiểu Tĩnh, em làm sao vậy? Lâm Thanh Đàn kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì cô nhìn thấy Hà Tĩnh, từ tứ hợp đường đối diện đi ra. Tiểu Tĩnh, không phải em nói muốn thi nghiên cứu sinh sao? Lâm Thanh Đàn đã dự cảm được điều gì, sắc mặt khó coi hỏi. Hà Tĩnh tựa hồ có chút lo lắng, ánh mắt né tránh nói, em có lỗi với chị Lâm, là bởi vì bác sĩ Lý đã đồng ý sẽ trả tiền lương gấp 3. Hà Tĩnh dù sao vẫn còn trẻ, trình độ y thuật không tính là cao, hơi gặp phải chứng bệnh khó một chút, cô ta phải nhờ Lâm Thanh Đàn giúp đỡ. Nhưng mà, Lý Tuyền vẫn bỏ ra gấp 3 lần tiền lương để mời cô ta về làm. Điều này cho thấy Lý Tuyền muốn chơi Lâm Thanh Đàn. Em trai cô dám chửi tôi đúng không? Được, tôi đây sẽ đem người mà cô bồi dưỡng rời đi, xem cô có tức chết không? Cái này gọi là không cần giết người chỉ cần giết tâm. Một chiêu này của Lý Tuyền không thể nói là không ngoan độc. Lâm Thanh Đàn đúng là đau tim, nếu Hà Tĩnh thật sự từ chức đi thi nghiên cứu sinh, cô cũng sẽ không nói thêm gì, thậm chí còn cổ vũ Hà Tĩnh. Nhưng mà... Hà Tĩnh lại chạy đến tứ hợp đường đối diện, cũng chỉ vì Lý Tuyền trả lương cho cô ta cao gấp 3 lần. Chẳng lẽ bồi dưỡng cô ta một năm, đối với cô, đều không bằng tiền lương gấp 3 lần kia. Lâm Thanh Đàn buồn bực. Nhớ lại cô gái vừa tốt nghiệp kiếm không được việc làm lúc trước, ở trước mặt cô thề son sắt nói mình nguyện ý học lại từ đầu, nguyện ý thay đổi để làm người, Lâm Thanh Đàn chỉ cảm thấy buồn cười. Hôm nay cô bị người mà mình tự tay bồi dưỡng ra cần ngược lại một phát. Dùng một thành ngữ để hình dung chính là ăn cháo đá bát. Lục Vân nhìn vẻ mặt đau lòng của chị hai, trong lòng cũng đau đớn. Hà Tĩnh đúng không, tôi nhớ cô rồi. Lục Vân lạnh giọng nói. À, uy hiếp một cô gái, cậu cũng thật là có bản lĩnh nha. Lúc này, Lý Tuyền đứng ra, giả bộ làm một quân tử giúp kẻ yếu gặp nạn, đem Hà Tĩnh kéo về phía sau nói, cô Hà làm không sai, Hạnh Lâm Đường bóc lột người đến xương còn không nhả ra. Loại này không cần phải cống hiến. Lý Tuyền, ông nói cái gì? Lúc các ngươi ở Hạnh Lâm Đường, tôi có bạc đãi các người không? Lâm Thanh Đàn thật sự là tức điên rồi, từng thấy người trợn mắt nói dối, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Lý Tuyền. Lý Tuyền cười lạnh một tiếng, có bạc đãi chúng ta hay không, trong lòng cô biết rõ. Những lời này của hẳn, cố ý nâng cao âm lượng, để cho đám người chung quanh nghe thấy. Mọi người cùng nhìn Lâm Thanh Đàn với ánh mắt căm hận. Bọn họ đương nhiên lựa chọn tin tưởng Lý Tuyền, bởi vì Lý Tuyền là đệ tử của Quốc Y Đại Sư, không cần phải nói dối. Lâm Thanh Đàn nói, Lý Tuyền, ông nói tôi bạc đãi mọi người, ông có bằng chứng không? Lý Tuyền cười lạnh không nói. Ông A cố ý bôi nhọ Lâm Thanh Đàn, kích thích sự hận thù của quần chúng đối với Lâm Thanh Đàn. Chứng cứ, có quan trọng không? Không quan trọng. Lý Tuyền thậm chí cũng không cần đưa ra chứng cứ, bởi vì để cho ông ta nói cũng nói không nên lời, nhưng ông ta không nói gì lại đạt tới hiệu quả mà ông ta mong muốn. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia giận, tiến lên một bước nói, dám nói xấu chị tôi, có tin tôi cho ông ăn đấm không? Nhưng làm Lục Vân không nghĩ tới chính là, Lý Tuyền lại chủ động vỗ vỗ mặt của mình nói ra, đến đây, dùng sức vào,
để cho mọi người đều nhìn xem, Hạnh Lâm Đường sao lại có loại cuồng bạo lực như vậy, còn ai dám đến đây xem bệnh. Lời này vừa nói ra, quần chúng chung quanh nhất thời nổ tán thành. Nói không lại liền động thủ, Hạnh Lâm Đường thật sự là không xem ai ra gì. Ha ha, loại người này còn mở y quán, cậu ta thích đánh người như vậy, sao không đi sáng lập một bang phái là được, đến Hoa Tí Long cũng đánh không lại ngươi. Lần trước tôi ở Hạnh Lâm Đường khám bệnh, chính là tiểu tử này nhảy ra quấy rối, còn tát bác sĩ Lý một bạt tai. Đúng đúng đúng, lúc đó tôi cũng ở hiện trường, chính là tên này làm chậm trễ giờ chữa bệnh cho cô bé kia mới bao lớn, sao hẳn lại nhãn tâm đây. Quá đáng, Hạnh Lâm Đường không đóng cửa, thiên lý khó dung. Trong nháy mắt, dư luận nhanh chóng dâng lên. Nhất là nói tới vấn đề của cô bé, có thể kích thích lòng trắc ẩn của mọi người nhất, mà loại lòng trắc ẩn này, vào giờ phút này hết thảy chuyển hóa thành phẫn nộ. Lời nói thật đáng sợ. Chỉ riêng nước bọt của những người này cũng đủ để dìm chết Lục Vân. Lâm Thanh Đàn sắc mặt tái nhợt kéo kéo cánh tay Lục Vân nói, chị thấy. Chúng ta nên đóng cửa Hạnh Lâm Đường trước, sau đó tính sổ. Cô biết miệng những người này không sạch sẽ, thật sự không đành lòng nhìn tiểu Lục Vân bị mắng. Lục Vân lại lắc đầu, thần sắc lạnh như băng nói, chị cả, chúng ta hiện tại không thể rút lui, một bước cũng không thể lui, nếu không bọn họ sẽ càng cho rằng chúng ta chột dạ, nói không chừng Hạnh Lâm Đường cũng sẽ bị bọn họ đập. Lục Vân làm sao không giận? Nhưng mà, hắn đang chờ. Chờ một chân tướng rõ ràng. Cuối cùng, trong đám đông vang lên một giọng nói yếu ớt, mọi người nói bậy, anh ấy là người tốt, là anh này cứu mạng con. Mọi người nhìn lại, là cô bé kia, cô bé được Lý Tuyền chẩn đoán là nhiệt chứng. Người phụ nữ ôm nàng đi ra, thay Lục Vân lên tiếng, niếp niếp nói không sai, bác sĩ Lục là người tốt, ngày đó nếu không có bác sĩ Lục, tiểu tiểu nhà tôi đã chết trong tay lang băm Lý Tuyền rồi. Người phụ nữ phẫn nộ chỉ hướng Lý Tuyền. Rào. Đám đông lại xôi trào. Có chuyện gì vậy? Sao mũi nhọn lại đột nhiên chĩa về phía bác sĩ Lý? Có người nhắc nhở, cô à, người làm chậm trễ việc chữa bệnh của con gái cô là tiểu tử họ Lục này. Người phụ nữ đầu nói, không phải, sự tình không phải như mọi người thấy, niếp niếp nhà tôi đích xác là hàn chứng, không phải nhiệt chứng, là tên lang băm Lý Tuyền chẩn đoán sai. Ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt dồn trên người Lý Tuyền. Chẳng lẽ thật sự là chúng ta hiểu lầm? Hai mẹ con người ta là đương sự, không thể giúp Lục Vân, hung thủ giết người, nói dối chứ. Thái dương Lý Tuyền lập tức lăn xuống một giọt mồ hôi. Người phụ nữ vào lúc này nhảy ra quấy rối, quả thật cũng ngoài dự liệu của hắn. Nhưng rất nhanh, Lý Tuyền liền chấn định lại, đại não nhanh chóng chuyển động, sau đó liền thấy hẳn vỗ tay nói, đúng là thâm nha, Lâm Thanh Đàn. Chiêu này của cô thật sự là thâm nha. Thâm. Mọi người khó hiểu. Lâm Thanh Đàn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Chỉ nghe Lý Tuyền nói, Lâm Thanh Đàn, tôi biết cô đã sớm nhìn tôi không vừa mắt, cho nên đã sớm thiết lập một cái bẫy, cố ý hủy thanh danh của tôi, hai mẹ con này, là diễn viên mà cô mời tới. Diễn viên. Nghe Lý Tuyền nói xong, ánh mắt mọi người nhất thời mơ hồ. Chỉ nghe Lý Tuyền tiếp tục nói, ngày đó ở Hạnh Lâm Đường. Tất cả mọi người thấy được, con bé này khó chịu như thế nào, bây giờ người phụ nữ này lại nói con gái mình bị hàn chứng, lẽ nào bọn họ đều coi mọi người đều là kẻ ngốc sao? Còn có, người phụ nữ này mảng tôi là lang băm, còn nói là tiểu tử họ Lục này cứu mạng con gái cô ta, ý tứ không phải là nói, tôi đường đường là đệ tử của quốc y đại sư, y thuật còn không sánh bằng một tên hỉ mũi chưa sạch, mọi người cảm thấy có thể sao? Không phải diễn viên thì là ai? Lý Tuyền hét lớn một tiếng, ngay sau đó lại làm ra vô cùng đau đớn. Người khác bội nhỏ thanh danh của tôi đều không quan tâm, dù sao Lý Tuyền tôi là người tuyệt đối không coi trọng những hư danh kia, nhưng làm cho tôi đau lòng chính là, một cô bé còn nhỏ xíu như vậy, lại bị mấy người bất lương này lợi dụng, lương tâm của các người, bị chó ăn rồi sao? Lý Tuyền dõng dạc nói như mình là kẻ đang bảo vệ cho công bằng cho chính nghĩa, thanh âm cực kỳ có lực, trong nháy mắt liền xoay chiều dư luận. Vì vậy, bà còn làng xóm khách khứa từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà chửi rủa hai người bọn họ. Không chỉ chửi rủa Lâm Thanh Đàn và Lục Vân, mà còn chửi rủa cả hai mẹ con người phụ nữ. Thật là người đàn bà rắn rết, ngay cả con gái của mình cũng lợi dụng, rốt cuộc cô đã nhận của Hạnh Lâm Đường bao nhiêu tiền.
Cô không xứng làm mẹ. Tất cả mọi người ở Hạnh Lâm Đường đều đi chết cho tôi. Người phụ nữ cũng không nghĩ tới, cô ta chỉ là đứng ra nói một câu công đạo, lại bị những người này dùng các từ ngữ thô tục như vậy công kích. Trước kia cô cũng là người ủng hộ trung thành của Lý Tuyền, nhưng từ lần trước Lý Tuyền chẩn đoán lầm bệnh của con gái, cô không bao giờ tin tưởng Lý Tuyền nữa. Nhưng cũng chỉ là không tin về mặt y thuật của Lý Tuyền mà thôi. Cho tới hôm nay, người phụ nữ mới thấy rõ, Lý Tuyền đâu chỉ y thuật không giỏi, còn là một tên cặn bã thiếu đạo đức. Người như vậy, làm sao xứng làm một bác sĩ? Người phụ nữ hết đường chối cãi, chỉ có thể bịt chặt lỗ tai con gái bà, tránh nghe thấy những lời ô uế kia. Mà giờ phút này, lửa giận trong mắt Lục Vân, cũng đang điên cuồng khởi động. Một màn này, sao mà nhịn được? Lúc trước ở tập đoàn Khuynh Thành, cũng là một đám quần chúng vây xem không có đầu óc như vậy, người ta nói dăm ba câu liền bị kích động xúi giúp. Dân chúng Long Quốc dễ lừa gạt như vậy sao? Lục Vân bỗng nhiên cảm thấy bi thương trong lòng, không khỏi nghĩ tới các tướng sĩ trấn thủ biên cảnh, thể sống chết chống đỡ kẻ thù bên ngoài, cũng không biết có chịu đựng. Được những lời thô tục vô văn hóa như này không? Thật là thảm hại. Lý sư đệ, hôm nay không phải khai trương y quán sao, sao mọi người đều tức giận như vậy? Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên bên ngoài đám người. Mọi người lúc này mới ngừng chửi rủa. Quay đầu nhìn lại về phía vừa phát ra âm thâm, mọi người dân đều bất ngờ đến hai mắt xoay tròn. Là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, Đinh Vĩnh Phong. Ông ta đến để ăn mừng lễ khai trương tứ hợp đường sao? Lý Tuyền vội vàng nghênh đón nói, Đinh Sư Ca, cảm ơn anh đã đến, chỗ bên này của tôi xảy ra chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong rồi. Giải quyết xong là được. Đinh Vĩnh Phong gật đầu, tùy ý liếc đám người Lục Vân một cái. Sau đó liền tiến vào tứ hợp đường. Không lâu làm, lại là mấy người chạy tới, dĩ nhiên toàn bộ đều là các chủ nhiệm ở các bệnh viện lớn trở lên. Trong thoáng chốc tiếng người ồn ào, những nhân vật quan trọng trong giới y tế đều tề tụ ở đây, tuyệt đối là một bữa tiệc y học chấn động Giang Thành. Mà vị tiếp theo đi vào, càng giúp cho nhân khí của tứ hợp đường, trực tiếp đẩy tới đỉnh phong. Cục trưởng Cục Y tế thành phố Giang Thành, Nghiêm Xương Thịnh. Chỉ thấy ông ta thẳng lưng, mặt mày rạng rỡ, tựa hồ đang dùng hành động nói cho mọi người biết, xem đi, đây là trung y quán do sư đệ đồng môn tôi mở, tuyệt đối đáng tin cậy, cho. Nên mọi người có thể yên tâm tới đây xem bệnh. Có thể tưởng tượng được, tâm tình mọi người phấn khởi cỡ nào. Đây chính là hào quang của quốc y đại sư, đây chính là nhân mạch khủng bố của Lý Tuyền. Còn Hạnh Lâm Đường đối diện tình hình lại đối lập hoàn toàn với bên này. Vô cùng ảm đạm, vẳng vẻ. Khuôn mặt Lâm Thanh Đàn tái nhợt, mỗi lần có một vị tai o mặt lớn bước vào cửa phòng khám đối diện, trái tim thiếu nữ của cô lại thót lên một nhịp. Cô đoán được hôm nay Lý Tuyền sẽ chèn ép mình, nhưng không nghĩ tới, hắn lại ra tay ác như vậy, hoàn toàn không cho cô một con đường lui. Sau hôm nay, nơi đây sẽ không còn Hạnh Lâm Đường nữa. Hai năm tâm huyết, cuối cùng vẫn phải trôi theo dòng nước. Lý Tuyền thấy người đến không còn nhiều lắm, vì thế cao giọng nói, các vị, hôm nay để cảm ơn mọi người tới đây, mọi người đều có thể kiểm tra sức khỏe miễn phí ở tứ hợp đường. Bùm! Đám đông lại sôi trào. Những nhân vật lớn trong giới y tế này, ngày bình thường còn không thấy mặt mũi đâu, không ngờ hôm nay lại chịu khám bệnh miễn phí cho bọn họ. Quả thực là phúc đức nha! Nhìn xem, bác sĩ Lý mới gọi là y đức như từ mẫu, không giống người khác, không có bản lĩnh. Chỉ biết động thủ đánh người. Về sau chúng ta xem bệnh đều đến tứ hợp đường, đánh. Chết cũng không đi Hạnh Lâm Đường, để Hạnh Lâm Đường đóng cửa. Những người này một bên chửi bậy, một bên xếp thành hàng dài, đều chờ chuyên gia y học đến giúp mình kiểm tra thân thể. Lý Tuyền nhìn lướt về phòng khám Hạnh Lâm Đường, cố ý cười khẩy một cái, nhưng đúng lúc này, hẳn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người. Triệu Mặc, hắn đến đây làm gì? Triệu Mặc cũng là đồng môn với Lý Tuyền, nhưng quan hệ không tốt, nghe nói hiện tại đang làm phó viện trưởng một bệnh viện nào đó ở tỉnh Lỵ. Lý Tuyền nghi hoặc chính là, hẳn rõ ràng không có liên lạc với Triệu Mặc, sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ là sư huynh đệ đồng môn khác thông báo cho hắn, cho nên cũng chạy tới? Nếu quả thật là như thế, Lý Tuyền vẫn rất nguyện ý giải hòa với tên Triệu Mặc này, nhưng khi Lý Tuyền chạy ra nghênh đón mới phát hiện. Triệu Mặc căn bản không phải tới tìm hắn,
mà là đứng ở Hạnh Lâm đường bên kia. Xin hỏi cô là Lâm Thanh Đàn sao? Triệu Mặc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên y quán, lại hỏi Lâm Thanh Đàn một câu. Lâm Thanh Đàn gật đầu, mặt lộ vẻ nghỉ hoặc, không rõ ý đồ của người này. Triệu Mặc mỉm cười nói, vậy thì được. Triệu Mặc yên lặng đứng về phía Hạnh Lâm đường, cũng không nói lời nào, mà dùng hành vi để biểu lộ lập trường của hắn. Lâm Thanh Đàn mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng cũng không có tâm tình hỏi kỹ, hiện tại cô đều sắp bị chuyện của Tứ Hợp Đường làm cho buồn chết rồi. Quan trọng nhất là, đối diện người đông thế mạnh, hơn nữa tất cả đều là đại nhân vật, bên này cho dù có một người đến hỗ trợ chống đỡ, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Cứ như vậy một lát sau, bỗng nhiên lại có một người tới, nhìn thấy Triệu Mặc, lập tức tiến lên bắt chuyện với hắn, thế nào, tên Hồ Vĩ Bình kia còn chưa tới sao? Triệu Mặc cười khổ lắc đầu, không thấy mặt mũi ông ta đâu, cũng không biết kỳ ngộ mà ông ta nói với chúng ta là gì, còn thần thần bí bí. Không phải ông cũng không biết tính của ông ta, sơ hở liền thích thừa nước đục thả câu, chờ một chút xem đi, đúng rồi, sao đối diện Tứ Hợp Đường lại náo nhiệt như vậy? Lý Tuyền đem một nửa đồng môn sư huynh đệ đều gọi tới giúp ông ta trợ trận, có thể không náo nhiệt sao? Ách, vậy chúng ta bên này đúng là người ít thế yếu nha. Chỉ mong Hồ Vĩ Bình đừng có dở trò. Hai người này, chính là đồng nghiệp y học đã đồng ý với Hồ Vĩ Bình tới giúp Hạnh Lâm đường. Ba người bọn họ trước kia còn là bạn cùng phòng, quan hệ cực kỳ tốt, cho nên không tin Hồ Vĩ Bình sẽ vô duyên vô cớ chơi bọn họ. Nhưng mà, áp lực thật sự lớn an. Đối diện những nhân vật kia, tuy rằng chưa chắc thành tựu so với bọn họ cao hơn bao nhiêu, nhưng người ta số lượng nhiều, tụ cùng một chỗ cũng rất kinh khủng. Lại nhìn mình bên này, một lời khó nói hết. Lý Tuyền thấy hai người này lại giúp đối diện, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Đinh Vĩnh Phong và Nghiêm Sương Thịnh nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra nhìn, sắc mặt cũng trầm xuống. Đinh Vĩnh Phong nói, Triệu Mặc, tôi đã sớm nghe nói hai người các ông và Lý Tuyền bất hòa, nhưng hai ông cũng không cần thiết, chọn đúng lúc Lý Tuyền khai trương y quán, cố ý chạy tới đây gây sự chứ. Trong mắt ông ta, hai người Triệu Mặc đứng ở đối diện, chính là đang cố ý tới bới móc. Nghiêm Sương Thịnh càng trực tiếp quát lớn nói, nếu như hai ông còn nhận chúng tôi là đồng môn thì lập tức lăn qua Tứ Hợp Đường đứng. Hai người bọn họ, thời gian theo sư Dư Hồng Văn sớm nhất, nên uy nghiêm cũng là cao nhất. Hai người Triệu Mặc nhất thời có chút áp lực, trong lòng chửi rủa, cái tên Hồ Vĩ Bình chết tiệt kia sao còn chưa tới, hai người bọn họ sắp chống đỡ không nổi rồi. Cũng may, đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên từ xa truyền tới. Đinh Vĩnh Phong, Nghiêm Sương Thịnh, hai người các người uy phong cũng lớn gớm nhỉ. Nhất thời, mọi người đều xoay người nhìn về phương vừa phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy một lão giả mặc áo vải màu trắng, cùng đi với Hồ Vĩ Bình, bước nhanh về phía bên này. Chính là Quốc Y Đại sư Dư Hồng Văn. Sư phụ, đám người Đinh Vĩnh Phong trong nháy mắt sợ hãi, vội vàng cung kính nghênh đón. Ai ngờ Dư Hồng Văn lại phẫn nộ hất cánh tay bọn họ ra nói, cút ngay, Dư Hồng Văn tôi chưa từng dạy học sinh như các ngươi. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Đinh Vĩnh Phong bối rối, bọn họ chưa từng thấy sư phụ nổi giận như vậy. Dư Hồng Văn không để ý đến bọn họ, mà trực tiếp lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Lục Vân, cung kính vô cùng cúi người nói, Lục tiên sinh, xin ngài thu tôi làm đồ đệ. Giao. Giống như là một thùng nước lạnh, đột nhiên đổ vào. Trong dầu sôi, trong lòng mọi người trong phút chốc nhấc lên một ngọn sóng. Họ vừa nghe thấy gì? Sư phụ của bọn họ, Quốc Y Đại sư Dư Hồng Văn, lại muốn bái tiểu bối trẻ tuổi này làm thầy. Sư phụ là điên rồi sao? Định Vĩnh Phong trừng to mắt nói, sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Sao ngài có thể bái tiểu tử này làm thầy? Nếu như sư phụ bái Lục Vân làm sư phụ, vậy bọn họ chẳng phải xưng hô Lục Vân là sư tổ. Điều này sao có thể? Nhưng mà, Đinh Vĩnh Phong còn chưa nói xong, đã đột nhiên bị Dư Hồng Văn hung hăng tát một bạt tai, làm càn. Tôi nói chuyện với Lục tiên sinh, khi nào thì đến phiên cái đổ mù mắt như anh xen vào. Đinh Vĩnh Phong nhất thời bị dọa đến rằm cũng không dám phóng một cái. Mặc dù Đinh Vĩnh Phong là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, thân phận không thấp, nhưng dù là vậy thì ở trước mặt Dư Hồng Văn vĩnh viễn chỉ là một học trò mà thôi. Đánh người không cần phải để ý nhiều làm gì. Mà lúc này, Dư Hồng Văn lại một lần nữa cung kính cúi. Chào Lục Vân,
khẩn cầu nói, Lục tiên sinh, xin ngài thu tôi làm đồ đệ. Lục Vân lạnh lùng nói, chuyện thu đồ đệ tạm thời không nói, giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Hàn nặng nề thở ra một hơi. Cuối cùng mọi người cũng chú ý đến tôi rồi, phải không? Cục tức này, ông đây nuốt không trôi. Lửa giận trong lòng Lục Vân đè nén hồi lâu, rốt cục nhịn không được bộc phát, chỉ thấy hắn một bước dài vọt tới, túm. Lấy cổ áo Lý Tuyền liền kéo ông ta xuống đất. Đồ bại hoại chết tiệt, dập đầu chị hai tôi 20 cái trước đã. Bang bang bang. Lục Vân đè đầu Lý Tuyền lại, điên cuồng đánh xuống mặt đất, trong mắt Lục Vân bắt đầu mất bình tĩnh. Chị hai tôi tính tình lương thiện, cái đồ khốn nạn nhà ông còn dám bắt nạt chị ấy, cục tức này ông nói xem tôi làm sao nuốt xuống. Bang bang bang. Trong nháy mắt đầu Lý Tuyền máu chảy đầm đìa, thế nhưng Lục Vân cũng không có ý dừng lại, cho đến khi dập đủ 20 cái, lại đem Lý Tuyền kéo tới trước mặt người phụ nữ kia, đè đầu ông ta xuống. Phê đầu này là vì người phụ nữ và đứa bé, ông không chỉ nợ hai mẹ con họ một lời xin lỗi, còn nợ bọn họ một mạng. Ông làm sao trả, a? À. Bang bang bang. Lại là 20 tiếng bang bang vang lên. Lý Tuyền trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này đã thấy Lục Vân lấy ra một cây ngân châm, mãnh liệt đâm vào huyệt bách hội của Lý Tuyền, cả. Giận nói, tôi cho phép ông ngất sao? Chỉ thấy Lý Tuyền vốn đã ngất đi, lần nữa bừng tỉnh lại, vẻ mặt lộ ra đau đến không muốn sống. Cái này là đang tra tấn người. Rõ ràng đã đau đến vượt qua cực hạn nhẫn nại của thân thể, nhưng vẫn không thể dừng lại, hết lần này đến lần khác bị ép chịu đựng sự thống khổ này. Đầu Lý Tuyền đều bị đập sắp nát đến nơi rồi. Nhưng Lục Vân sẽ thương xót ông ta sao? Không đâu. Loại hung thủ giết người này, căn bản không đáng. Tôi cho ông dập 40 cái, ông có phục hay không? Lục Vân cả giận nói. Đầu Lý Tuyền tuy răng máu me be bét, nhưng miệng lưỡi. Ông ta vẫn vô cùng cứng rắn lắc đầu từ chối. Ông ta biết, hôm nay một khi thừa nhận, đời này xem như bị hủy. Được, nếu ông đã muốn chết, tôi thành toàn cho ông. Ánh mắt Lục Vân lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện. Mười mấy cây kim châm, nhanh chóng đâm vào huyệt vị trên thân thể Lý Tuyền, châm pháp cực kỳ quỷ dị. Những học sinh Dư Hồng Văn xung quanh, cũng chính là đám người Đinh Vĩnh Phong, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Châm pháp này. Sao nhìn không được tự nhiên như vậy, rồi lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy? Đột ngột, thân thể mọi người run lên. Đây là phiên bản ngược của cửu chuyển hồi dương châm. Lục Vân thi triển ra châm pháp, nhưng là phiên bản ngược của cửu chuyển hồi dương châm. Hồi dương cứu nghịch, sinh tử độ hồn. Khi thi triển cửu chuyển hồi dương châm, nó là một môn châm pháp cứu người, nhưng khi thi triển ngược lại, nó chính là một môn châm pháp độ hồn, mỗi một châm đi xuống. Đều là tra tấn sống không bằng chết. Khi ngược chiều đủ 12 châm, người thụ châm tuyệt đối hồn phi phách tán. Chỉ thấy Lục Vân một tay đè Lý Tuyền, một tay khác, lại dùng tốc độ cực nhanh thi triển châm pháp, đảo mắt liền đi tới châm thứ 10. Lý Tuyền cả người run rẩy. Loại đau đớn này, không chỉ đến từ thân thể mà đến từ linh hồn, phảng phất từng cây trường châm xe ạc bén kia, đâm vào tủy não của ông ta. Mọi người chung quanh hoàn toàn ngây dại. Một là bị sự tàn nhãn của Lục Vân làm cho chấn động, hai là, bọn họ không dám tưởng tượng, cửu chuyển hồi dương châm lại còn có châm thứ 10. Chẳng lẽ châm pháp mấy chục năm qua mình học, đều là sai? Vấn đề này, có lẽ Dư Hồng Văn có thể giải đáp bọn họ, nhưng giờ phút này, vị lão tiên sinh này căn bản không có tâm tư giải đáp cho bọn họ nghe, bởi vì chính ông ta cũng đang kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Nếu có được châm pháp này, chết cũng không hối tiếc. Không ngờ bản thân ông ta đã sắp xuống đất, còn có thể nhìn thấy một bản cửu chuyển hồi dương châm hoàn chỉnh, cho dù Lục Vân không thu ông ta làm đồ đệ, chỉ cần hôm nay có thể để cho ông ta xem hết bộ châm pháp này một cách hoàn chỉnh, ông ta chết cũng thấy vui lòng. Dư Hồng Văn khẩn cấp muốn nhìn thấy, châm thứ 12 trong truyền thuyết, rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà ông ta hoàn toàn cũng quên mất, nếu Lục Vân hoàn toàn dùng đủ 12 châm, thì học trò Lý Tuyền của ông ta cũng sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. À tôi nói, van cầu cậu đừng hành hạ tôi nữa. Lý Tuyền rốt cục chịu không nổi thống khổ như vậy, vì thế từ chuyện chẩn đoán sai cho cô bé kia, cho đến bôi nhỏ Hạnh Lâm Đường, hết thảy đều nói ra một lượt, trả lại sự trong sạch cho Lâm Thanh Đàn, cũng trả lại sự trong sạch cho người phụ nữ.
Khi nghe được kết quả như vậy, tất cả mọi người đều ngây dại. Ngay sau đó, một cơn giận dữ bộc phát. Bọn họ tin tưởng Lý Tuyền như vậy, không ngờ tên khốn này lại không biết xấu hổ như thế, để cho ông ta sống đúng là đang lãng phí không khí. Vừa rồi thấy Lục Vân tra tấn Lý Tuyền tàn nhãn như vậy, mọi người còn rất đồng tình với Lý Tuyền, nhưng hiện tại, ước gì ông ta chết sớm một chút. Lục Vân như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn Lâm Thanh Đàn nói, chị hai, em nói rồi, chỉ cần có em ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể bắt nạt được chị. Muốn giết Lý Tuyền rất dễ dàng, nhưng Lục Vân không ra tay, thứ hẳn muốn là chân tướng, nếu Lý Tuyền chết rồi chân tướng sẽ mãi bị chôn vùi, ngược lại càng làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Hãnh Lâm Đường. Lâm Thanh Đàn rốt cuộc nhìn không được nữa, chảy nước mắt nhào vào trong ngực Lục Vân. Chị hai, nhiều người nhìn như vậy, chị khóc sướt mướt như thế, nhìn kìa, trang điểm cũng hoa hết rồi. Lục Vân an ủi. Lâm Thanh Đàn nín khóc mỉm cười, được được được, chị không khóc. Cho đến khi hai chị em bọn họ kết thúc màn khóc lóc sướt mướt kia, Dư Hồng Văn mới hậm hực nói, Lục tiên sinh, xin hỏi, ngài có thể thu tôi làm đồ đệ không? Hạ Ảnh vừa rồi là thật sự cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng cũng đã đến châm thứ 10, chỉ còn 2 châm cuối, là có thể nhìn thấy đầy đủ phiên bản hoàn chỉnh của cửu chuyển hồi dương châm, mặc dù không phải bản thuận, nhưng cũng vui rồi. Đáng tiếc Lý Tuyền khốn nạn này lại sợ chết như vậy chưa gì đã chịu không nổi. Thật sự là nghiệt đồ, anh không thể vì sự nghiệp y tế mà cống hiến nhiều hơn một chút sao? Dư Hồng Văn trong lòng oán giận. Lục Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dư Hồng Văn, gật đầu nói, tôi có thể thu ông làm đồ đệ, cũng có thể đem cửu chuyển hồi dương châm truyền thụ cho ông, nhưng có một điều kiện, ông phải ở Hãnh Lâm Đường của chị tôi làm bác sĩ khám bệnh 3 năm. Mở trung y quán không phải cần hiệu ứng danh y sao, luận danh tiếng, ở tỉnh Giang Nam này, ai so được với quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Chỉ cần có ông ta ngồi ở Hãnh Lâm Đường khám bệnh, không quá nửa tháng, dám khẳng định tên tuổi của Hãnh Lâm Đường tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ Giang Nam. Dư Hồng Văn kích động nói, tôi đồng ý, chỉ cần Lục tiên sinh chịu thu tôi làm đồ đệ, đừng nói ngồi khám bệnh 3 năm, cho dù để lão già này ngồi ở Hãnh Lâm Đường ngây ngốc đến chết, tôi cũng nguyện ý. Hồ Vĩ Bình ở một bên nhắc nhở, thầy, sao còn gọi là Lục tiên sinh nữa? Dư Hồng Văn lập tức phản ứng lại, vội sửa lời, học sinh Dư Hồng Văn, bái kiến thầy Lục. Nói xong ông ta liền muốn quỳ xuống. Lục Vân vội vàng nâng ông ta dậy, nếu để cho một lão già hơn 70 tuổi quỳ xuống, chắc hắn tổn thọ mất. Mà Hồ Vĩ Bình liền thông minh, sau khi Dư Hồng Văn gọi xong tiếng thầy, ông ta lập tức quỳ xuống, Hồ Vĩ Bình, bái kiến sư tổ. Thật đúng là quỷ cơ hội mà. Không chỉ như thế, hắn còn len lén kéo hai người Triệu Mặc bên cạnh, hai người Triệu Mặc trong nháy mắt hiểu ý, cũng vội vàng quỳ xuống nói, bái kiến sư tổ. Mà bên kia, vẻ mặt đám người Đinh Vĩnh Phong cũng có chút xấu hổ. Khi nhìn thấy Lục Vân thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm, bọn họ cũng đã hiểu, vì sao sư phụ của bọn họ lại phải kiên trì bái hắn làm thầy. Vị Lục tiên sinh này, rõ ràng là một thần y. Sư phụ, chúng học trò bị Lý Tuyền lừa gạt, xin sư phụ tha thứ cho. Đinh Vĩnh Phong hối lỗi nói. Dư Hồng Văn hừ lạnh một tiếng, cầu xin tôi tha thứ cho các anh thì có ích lợi gì, hẳn là nên cầu sư tổ của các anh kia kìa. Đinh Vĩnh Phong vừa nghe lời này, nhất thời mừng rỡ. Ý của sư phụ, không phải là vẫn xem bọn họ là học trò của mình, để cho bọn họ gọi Lục Vân sư tổ sao? Mọi người nhanh chóng quỳ xuống đất. Cùng kêu lên, cầu xin sư tổ tha thứ. Lục Vân khoát tay nói, hỏi chị hai tôi đi, khi nào chị ấy tha thứ cho hai người thì hai người đứng lên. Tứ hợp đường của Lý Tuyền vừa khai trương đã lập tức đóng cửa, coi như là phá kỷ lục đóng cửa nhanh nhất. Không chỉ như thế, càng làm cho người ta thích nghe ngóng chính là, giấy chứng nhận hành nghề y của ông ta còn bị Cục Y tế thu hồi. Đương nhiên, ông ta cũng không có mặt mũi nói mình là học sinh của Dư Hồng Văn. Về phần Hà Tĩnh, trừ phi đổi nghề, nếu không ở tỉnh Giang Nam này, căn bản không có chỗ cho cô. Nếu như lúc trước cô ta không rời khỏi Hãnh Lâm Đường, hoặc là nói, cho dù cô ta thật sự đi thi nghiên cứu sinh, dựa vào quan hệ với Lâm Thanh Đàn, cô ta cũng có thể kết bạn với vô số nhân vật tai to mặt lớn trong giới y học tỉnh Giang Nam. Chỉ cần kết bạn với những nhân vật này, muốn đến bệnh viện lớn nào có khó gì. Đáng tiếc a, một bước sai đi luôn ngàn bước sai. Hiện tại cô ta hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Mà ngược lại,
Hạnh Lâm Đường lại trở thành nơi náo nhiệt. Những người được gọi là nhân vật trong giới y học, lại tranh nhau đến sứt đầu mẻ trắng muốn tới Hạnh Lâm Đường ngồi chẩn bệnh, dù là từng người luân phiên thay nhau cũng thỏa mãn rồi. Đương nhiên, danh tiếng Hạnh Lâm Đường cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ đến một tuần, người bệnh khắp ở tỉnh Giang Nam, bao gồm các tỉnh lân cận cũng nghe được tin mà chạy đến. Sau tất cả, người gánh tim cho Hạnh Lâm Đường vẫn là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Lục Vân cũng thực hiện lời hứa của mình, đem cửu chuyển hồi dương châm truyền thụ cho Dư Hồng Văn. Nói thật, môn châm pháp này được mọi người coi là chân bảo, kỳ thật chỉ là một loại châm pháp trong đông đảo châm pháp mà Lục Vân nằm giữ. Còn các loại châm pháp khác, hiện tại không cần thiết truyền cho Dư Hồng Văn, bởi vì chỉ một cửu chuyển hồi dương châm, cũng đủ cho ông ta học một thời gian rồi. Nhưng mà, điều cho Lục Vân kinh ngạc nhất, cũng khiến cho mọi người trầm trồ đó chính là, người học cửu chuyển hồi dương châm nhanh nhất không phải Dư Hồng Văn, mà là Lâm Thanh Đàn. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn thuần thục thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm pháp, ngay cả Lục Vân cũng nhịn không được kinh hô, đậu má, chị hai châu bò như vậy sao? Lâm Thanh Đàn gãi đầu nói, môn châm pháp này không khó học, kỳ thật ngày đó nhìn cậu thi triển trên người Lý Tuyền. Một lần, chị cũng đã nhớ rồi. Dư Hồng Văn, Hồ Vĩ Bình, Định Vĩnh Phong, cửu chuyển hồi dương châm khó học căn bản không? Phải huyệt vị, bởi vì huyệt vị chỉ có vài cái, tất cả mọi người xuất thân từ trung y, huyệt vị trên người đã sớm thuộc lầu lầu. Khó khăn ở chỗ tầng tầng thủ pháp. Nếu muốn đạt tới hiệu quả tầng thứ 9, cần không ngừng luyện tập thủ pháp châm kim, những thứ này đây đều là cần thời gian tích lũy. Mà khi đám người Dư Hồng Văn còn đang khổ sở luyện tập, Lâm Thanh Đàn đã học xong rồi, còn nói môn châm pháp này không khó, uy lực của những lời này, giống như Di Ác Ma nói hẳn chưa từng chạm vào tiền vậy. Quả thực là đả kích. Ánh mắt Lục Vân chợt lóe, đột nhiên nói với Lâm Thanh Đàn, chị hai, em lại thi triển một bộ châm pháp, xem chị có thể học được bao nhiêu. Nói xong hẳn liền tìm tới một con ma na canh. Bảy cây kim, như nước chảy mây trôi đâm vào huyệt vị trên người ma na canh, mỗi một lần thủ pháp nhập châm đều khác nhau. Dư Hồng Văn nhìn thấy một màn như vậy, mỗi một sợi tóc đều đang run rẩy, kinh hô quỷ môn thất khấu thích. Quỷ môn thất khấu thích, giống như cửu chuyển hồi dương châm, đều là châm pháp đã thất truyền. Và, quỷ môn thất khấu thích là cần dùng 7 châm, còn cửu chuyển hồi dương châm là dùng 12 châm, dùng càng ít châm để đạt tới hiệu quả tốt nhất, thì có ý nghĩa là thủ pháp dùng châm càng khó. Lục Vân cười nhìn ông ta một cái nói, Dư lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Dư Hồng Văn bỗng dưng được Lục Vân khen, vội cúi người xuống nói, thầy Lục, ngài gọi tôi tiểu Dư là được rồi. Cái xưng hô Dư lão này, tôi thật sự nhận không nổi a. Tất cả mọi người đã quen thuộc như vậy, ông không cần phải câu nệ trước mặt tôi. Không được không được, một ngày làm thầy cả đời làm cha, đây là quy củ. Lão già cứng nhắc này, Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thầy Lục, tiểu Dư mạo muội hỏi một câu, châm pháp như vậy. Rốt cuộc thầy biết được bao nhiêu loại. Một cái cửu chuyển hồi dương châm, cũng đã làm người khác sợ hãi rồi, người bình thường chỉ cần học được một chiêu này, cũng đủ trở thành một đời danh y. Nhưng làm Dư Hồng Văn không nghĩ tới chính là, Lục Vân lại thi triển ra quỷ môn thất khấu thứ. Thật khó để ông ta giữ được bình tĩnh. Lục Vân xoay ngón tay tính toán, nói cũng không tính quá nhiều, đại khái cũng chỉ 20-30 loại thôi. 20-30 loại. Cái này gọi là không nhiều lắm. Này, rõ ràng là muốn làm người ta kinh ngạc đến chết mài. Dư Hồng Văn thiếu chút nữa đem tròng mắt rơi xuống đất, vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Vân, sư phụ, ngài đây cũng quá trâu bỏ nha. Quả thật Lục Vân cũng là bình thường thôi, không siêu phàm gì lắm, năm đó lão đạo sĩ sư phụ đem cho hẳn vài dương châm pháp bí tịch, hẳn chỉ học được 20-30 loại trong đó, quả thật không tính là quá nhiều. Lúc hai người nói chuyện, Lâm Thanh Đàn đã đem mũi thứ nhất đâm ra ngoài. Thủ pháp tuy rằng ngây ngô, nhưng không xuất hiện sai lầm, cho dù là góc độ, độ mạnh yếu, hay là độ sâu, đều giống Lục Vân như đúc. Một châm này cũng đủ Dư Hồng Văn học tập 3 năm. Sau khi Lâm Thanh Đàn châm xong kim thứ nhất, nhắm mắt lại dừng lại một lát, tựa hồ đang nhớ lại lúc Lục Vân thi triển châm pháp. Dù sao Lục Vân không phải dạy từng cây một, mà là 7 cây đều châm xong. Mới để cho Lâm Thanh Đàn động thủ. Điều này là đang khảo nghiệm trí nhớ của cô. Đại khái qua 7-8 phút, Lâm Thanh Đàn mới châm ra mũi thứ hai, cũng chính xác.
Sau đó cô nhắm mắt nhớ lại. Mà giờ phút này, Dư Hồng Văn đã sớm kinh ngạc há to miệng. Lúc này ông ta còn kinh ngạc hơi sớm. Lâm Thanh Đàn làm xong, 6 châm đầu vô cùng chuẩn xác, chỉ có châm thứ 7 hơi lệch ra ngoài một chút. Lục Vân giúp cô sửa lại sau đó hỏi, chị hai, sao chị có thể vừa nhìn đã nhớ được mấy môn châm pháp này? Lúc này cách lần đầu tiên Lục Vân thi triển quỷ môn thất khấu thích, đã qua hơn một giờ, nhưng Lâm Thanh Đàn lại có thể nhớ chuẩn xác đến như vậy. Lâm Thanh Đàn có chút ngượng ngùng cười cười nói, chị cũng không biết, những lúc bình thường, trí nhớ cũng không tính quá tốt, nhưng là chỉ cần liên quan đến châm pháp, xem qua một lần, lần sau có thể nhớ lại được từng chi tiết. Lục Vân thán phục, chị hai, chị quả thực là một thiên tài học. Tôi xem về sau ai còn dám nói chị hai tôi ngực lớn không não. Ai dám? Cuối cùng, Lâm Thanh Đàn chỉ dùng chừng 2 giờ là có thể thuần thục vận dụng quỷ môn thất khấu thích. Lục Vân mặc cảm nói, chị hai, chị cho em biết thất bại là như thế nào, lúc trước em học môn châm pháp này, là học cả một buổi chiều. Lâm Thanh Đàn khiêm tốn khoát tay, bình thường thôi, chị cảm thấy chị cần phải cố gắng hơn nữa. Phụt! Đám người Dư Hồng Văn, Đinh Vĩnh Phong bên cạnh suýt nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hai chị em các ngươi đều là yêu nghiệt sao? Có ai lại đi nói như thế cơ chứ? Bộ châm pháp này, nếu để cho bọn họ học, cho bọn họ một tháng chắc gì bọn họ đã học được. Nhưng đôi chị em này thì tốt rồi, một người dùng cả buổi chiều, một người chỉ dùng 2 giờ, lại hết lần này tới lần khác còn nói bản thân cần phải cố gắng hơn. Biệt thự Lục Nhân, trong bể bơi, có 3 cô gái tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người cực phẩm, đang ở trong bể bơi chơi đùa. 3 cô gái đó chính là 3 chị gái xinh đẹp của Lục Vân. Trước kia phần lớn thời gian Lâm Thanh Đàn đều ở gần Hạnh Lâm Đường. Bởi vì khi đó Hạnh Lâm Đường chỉ có 3 vị bác sĩ khám bệnh, mặc dù nói là thay phiên nhau, nhưng Lâm Thanh Đàn là quản lý y quán, trên cơ bản mỗi ngày đều phải đi làm. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại ngồi khám bệnh ở Hạnh Lâm Đường, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trong giới y học, căn bản không cần Lâm Thanh Đàn đụng tay đụng chân, cho nên cô cũng chuyển về biệt thự Lục Nhân ở cùng một chỗ với các chị em khác. Tiểu Lục Vân, có muốn xuống chơi với các chị không? Liễu Hiên Nhi lặn tới bên bể bơi, thừa dịp Lục Vân không chú ý, đột nhiên chui ra, như một đóa phù dung kiểu diễm. Động lòng người. Chỉ thấy khóe miệng cô mang theo nụ cười quyến rũ, đôi mắt long lanh nhìn Lục Vân. Đây quả thực là... Lục Vân cố gắng rời sự chú ý đi, trong lòng không ngừng dặn dò chính mình, bọn họ là chị mình, không được làm bậy. Tuy rằng khi còn bé các chị có nói muốn gả cho mình, nhưng đó cũng chỉ là những lời nói đùa của trẻ con. Huống hồ, lão đạo sĩ sư phụ từng nói, trước khi luyện thành vô danh thần công không thể bị người ta cướp mất lần đầu tiên. Vì vậy, phải kiềm chế bằng mọi cách. Liễu Hiên Nhi, em lại làm gì xấu với Tiểu Lục Vân? Diệp Khuynh Thành đột nhiên bơi tới bên cạnh Liễu Hiên Nhi, một tay kéo nàng ta xuống dưới nước. Lâm Thanh Đàn cũng phụ họa theo nói, đúng đúng đúng, em trai đáng yêu như vậy, sao em có thể giở trò xấu với cậu ấy chứ? Lục Vân lắc đầu. Thật sự không dám ở lại đây nữa, vì thế trở lại phòng khách, chỉ chốc lát sau lại nhận được một cú điện thoại. Ngô Gia Gia. Lục Vân à, bây giờ cháu có rảnh không, đến chỗ ông Ngô một chuyến, ông có chuyện muốn nói với cháu. Được, Ngô Gia Gia, cháu lập tức qua đó. Lục Vân đang muốn ra ngoài lấy lại bình tĩnh thì đúng lúc ông Ngô gọi điện thoại tới. Nơi ở của Ngô Thừa Ân Gia Gia. Lục Vân mau tới đây, đây là thím Lưu. Ngô Văn Đức gọi Lục Vân đến trước mặt một người đàn bà tầm 40-50 tuổi, cười giới thiệu. Chào thím Luôn. Lục Vân vẫn có chút ấn tượng với vị thím Lưu này, hình như trước kia là nhân viên của Viện Phúc Lợi, nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Thím Lưu kinh ngạc liếc Lục Vân một cái, quay đầu nói với Ngô Văn Đức, lão viện trưởng, nó thật sự là đứa trẻ lúc trước, biến mất trong lửa lớn. Ngô Văn Đức gật đầu. Lục Vân cũng nói, cháu vận khí tốt, được một lão đạo sĩ cứu đi. Thật đúng là mạng lớn a, một trận hỏa hoạn như vậy cũng có thể sống sót, xem ra thằng bé này nhất định là người đại phúc đại quý. Thím Lưu đánh giá Lục Vân, liên tục gật đầu, dường như rất hài lòng. Lục Vân tò mò hỏi, Ngô Gia Gia, rốt cuộc hai người đang thừa nước đục thả câu gì vậy? Ngô Văn Đức lúc này mới cười giải thích, ha ha, kỳ thật là như vậy, thím Lưu có một đứa con gái, mới từ nước ngoài du học trở về, ông tính cho hai đứa gặp mặt một lần. Làm quen với nhau.
thì ra là tìm mình đến xem mắt. Lục Vân không khỏi cười khổ trong lòng, vừa định cự tuyệt, lại nghe Ngô Gia Gia thở dài một tiếng nói tiếp. Con gái của thím Lưu là du học sinh, rất ưu tú, ông vốn muốn giới thiệu cho Vương Cương, nhưng tên khốn kiếp này thật sự là quá tệ, vì vậy ông liền nghĩ tới cháu. Nói xong Ngô Văn Đức liếc nhìn sân bên ngoài, vẻ mặt có chút đau thương. Trong sân, Vương Cương đang ngồi xổm trên mặt đất đùa giỡn với kiến. Chỉ số thông minh hiện tại của hắn, tương đương với trẻ em 4-5 tuổi, đã không còn làm ông phải lo lắng như trước nữa, nhưng cũng khiến cho Ngô Văn Đức cảm thấy có chút đau lòng. Vương Cương tuy rằng bất hiếu, nhưng dù sao cũng sớm chiều ở chung mười mấy năm nay Ngô Văn Đức vẫn coi hắn như người thân mà đối đãi, nhất định là có tình cảm. Ha gì, ai mà ngờ Vương Cương thiếu tiền sòng bạc, bị người ta đánh thành cái dạng này, coi như là gieo gió gặt bão. Ngô Văn Đức thở dài nói. Lục Vân nhìn thấy biểu tình chua xót của ông Ngô, trong lòng cũng rất khó chịu. Vương Cương là bị hắn làm cho ngốc, nhưng cũng không phải là không thể cứu chữa, chờ thêm một thời gian nữa, lại suy nghĩ có nên cứu mạng chó của tên khốn đó hay không. Lúc này, thím Lưu lấy ra một tấm hình cho Lục Vân nói, xem, đây là cô gái nhà thím, dáng dấp cũng không tệ chứ. Lục Vân nhìn thoáng qua tấm ảnh kia, cô gái lớn lên không tệ, dáng người cũng cao gầy, nhưng sao lại có một loại cảm giác quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào đó. Nghiêm túc nhớ lại một lát, Lục Vân đột nhiên trừng to mắt nói, thím Lưu, con gái của thím, chắc sẽ không phải tên là Lưu Tiểu Nguyệt chứ. Sao cậu biết con gái nhà tôi tên là Lưu Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ hai người quen nhau? Khụ khụ, không biết không biết, là lúc hai người nói chuyện phiếm, cháu không cẩn thận nghe được. Ngô Văn Đức và thím Lưu nghỉ hoặc nhìn đối phương một cái, vừa rồi chúng tôi nói chuyện phiếm, có nhắc tới cái tên Lưu Tiểu Nguyệt này không? Thôi vậy, có nhắc tới hay không cũng không quan trọng. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc này Lục Vân đã sớm âm thầm hít vài ngụm khí. Không ngờ đi xem mắt lại xem chúng bậc thầy nghệ thuật quốc tế Lưu Tiểu Nguyệt, vận khí này, quả thực có hơi. Lưu Tiểu Nguyệt là ai? Cái này phải bắt đầu từ máy tính của chị Tư Vương Băng Ngưng. Vương Băng Ngưng tổng cộng có hai máy tính, một máy gia dụng, đặt ở trong phòng ngủ biệt thự, một máy sách tay, chuyên dùng để làm việc. Mấy ngày nay Lục Vân vẫn luôn dùng máy tính trong phòng ngủ của chị Tư, hẳn vừa mở máy lên phát hiện ổ cứng bên trong đều đã đầy. Mà tất cả tư liệu đều liên quan đến học tập, trong đó có ghi chép lại video Lưu Tiểu Nguyệt khi du học ở nước ngoài. Vì muốn xem hình dáng của bậc thầy nghệ thuật quốc tế, Lục Vân dựa theo thời gian ước định đi tới địa điểm xem mắt, là một quán cà phê có phong cách rất cao. Nhưng ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ, cũng không thấy bóng dáng Lưu Tiểu Nguyệt. Mẹ nó, dám cho lão tử leo cây. Lục Vân không kiên nhẫn chờ thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Lưu Tiểu Nguyệt lại từ cửa đi vào. Dáng người của cô quả nhiên rất cao gầy, ăn mặc cũng thời thượng. Quan trọng nhất là, cô chính là nữ chính trong video. Lưu Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng là xem qua ảnh chụp của Lục Vân, trực tiếp đi về phía hắn, chỉ là sắc mặt của cô có chút khó coi. Vừa rồi lúc cô ở bên ngoài nhìn thấy cửa quán cà phê có dừng lại một chiếc Bugatti Veyron, cô có chút chờ mong chiếc Bugatti Veyron này là của Lục Vân. Nhưng nhìn Lục Vân một cái, cô liền cảm thấy mình suy. Nghĩ nhiều rồi. Người có tiền nào lại ăn mặc tùy ý như vậy? Lưu Tiểu Nguyệt dù sao cũng là người từng đi du học, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, quần áo trên dưới toàn thân Lục Vân cộng lại, sẽ không vượt qua 300 tệ. Cho nên, chiếc Bugatti Veyron trước cửa kia tuyệt đối không thể là của hẳn. Câu đầu tiên Lục Vân nói khi gặp mặt chính là cô đến muộn nửa tiếng. Đồ nhà quê, Lưu Tiểu Nguyệt lườm Lục Vân, con gái phải trang điểm, đến muộn một tiếng không phải rất bình thường sao? Lúc này tôi mới đến muộn nửa tiếng, xem như cũng sớm rồi. Tuy rằng cô chướng mắt Lục Vân, nhưng vẫn ra vẻ rụt rè ngồi xuống, chuẩn bị làm theo quy trình. Cũng đã đến đây rồi, cũng đừng n, cơ hội, nói một chút điều kiện của anh đi. Điều kiện gì? Thật ngốc, chính là nhà của anh như thế nào, xe giá bao? Nhiều? Tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu? Tôi không có tiền lương, nhưng nhà muốn nhà bao lớn có bao lớn, xe cần mấy chiếc có mấy chiếc. Anh là phú nhị đại, không phải vậy anh lấy đâu ra tiền mua xe sang trọng. Tôi chỉ cần nói một câu, lập tức sẽ có người đưa tới cho tôi. Xem ra anh bị bệnh thần kinh rồi.
Lưu Tiểu Nguyệt quả thực khó chịu muốn chết, sao lại giới thiệu cho cô người thần kinh như này? Cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ đến lượt tôi hỏi cô. Lục Vân đột nhiên cười nói. Tôi thấy không cần thiết. Lưu Tiểu Nguyệt trực tiếp đứng dậy rời khỏi quán cà phê, trước khi rời đi còn khinh bỉ liếc Lục Vân một cái, cũng không biết từ đâu chạy tới một tên thần kinh, thật sự là lãng phí thời gian của bà đây. Lục Vân sờ sờ mũi, nghĩ thầm thật không hổ là bậc thầy nghệ thuật quốc tế, ánh mắt thật cao. Quên đi, đi gặp mặt một lần cũng coi như là không phụ ý tốt của Ngô Gia Gia. Lục Vân đi ra quán cà phê, thấy hai mỹ nữ đang đứng ở trước mặt Bugatti Veyron của mình, không ngừng bày ra tư thế tự sướng, một hồi chu miệng ngây thơ, một hồi quyến rũ sexy. Lục Vân tiến lên hỏi, người đẹp, chụp xong chưa? Chụp xong hay không thì liên quan quái gì đến mày, con mẹ nói. Một giây trước còn giả bộ đáng yêu trước ống kính, một giây sau đột nhiên hung ác chừng mắt nhìn Lục Vân. Mặt khác một vị mỹ nữ cười duyên nói ra, anh đẹp trai, muốn làm quen thì cứ nói thẳng, tuy anh ăn bẩn có chút qua loa nhưng mặt mũi cũng tạm ổn, nếu muốn xin uê xin thì nói đi, biết đâu chị đây vui vẻ sẽ đồng ý kết bạn với anh đó. Lục Vân không nói gì. Phụ nữ bây giờ, đều thích trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Cũng chính là do Lục Vân không chú trọng cách ăn mặc. Yêu cầu của hắn đối với tạo hình quần áo là nhẹ nhàng thoải mái, bền bỉ, như vậy là đủ rồi, về phần có phải hàng hiệu hay không, căn bản không quan tâm. Đây đều là thói quen mà Lục Vân dưỡng thành khi trinh. Chiến ở biên cảnh, lúc mặc đẹp nhất là lúc hạ táng đồng đội của mình mà thôi. Không để ý đến hai người phụ nữ này, Lục Vân trực tiếp mở khóa cửa xe, chui vào Bugatti Veyron. Bùm! Tiếng động cơ khởi động khiến hai mỹ nữ hoảng sợ. Quay đầu lại mới phát hiện, ngồi trong xe lại là Lục Vân, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Anh đẹp trai, chiếc xe thể thao này là của anh à? Anh đẹp trai, người ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, anh đừng tức giận, người ta giờ cùng anh đi hóng gió có được không? Anh ta là bạn trai tôi, hai người không biết xấu hổ, mau cút đi. Lục Vân còn chưa nói chuyện, Lưu Tiểu Nguyệt đã đột nhiên vào tới, kéo hai người phụ nữ ra. Vừa rồi cô vẫn chưa đi xa, quay đầu lại thấy Lục Vân đang bắt chuyện với hai người phụ nữ, vì vậy liền cười lạnh ngừng. Lại, chuẩn bị xem kịch. Nhưng nhìn một hồi cô lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Lục Vân lại ngồi vào trong xe thể thao. Chết tiệt, chiếc Bugatti Veyron thực sự là của anh ta. Lưu Tiểu Nguyệt trong lòng kêu một tiếng, vì thế sải bước vào tới, trực tiếp kéo hai người phụ nữ kia sang một bên. Lục Vân cũng trêu tức nhìn cô ta nói, từ khi nào tôi biến thành bạn trai của cô? Chúng ta đã từng xem mắt, không phải là bạn trai bạn gái sao? Không chỉ yêu nhau, chúng ta có thể còn sắp kết hôn rồi. Lưu Tiểu Nguyệt vuốt mái tóc dài của cô, lộ ra nụ cười tự tin. Cô là sinh viên tài cao học rộng, còn là sinh viên từ nước ngoài du học trở về, lại còn xinh đẹp cho nên đối với bản thân cực kỳ tự tin. Hơn nữa từ biểu hiện vừa rồi trong quán cà phê, xem ra Lục Vân rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với cô. Lúc này đây, cô ta nằm chắc 10 phần. Nhưng cô làm sao biết được, Lục Vân đối với cô cảm thấy hứng thú, thuần túy là bởi vì tò mò một người rốt cuộc là có bao nhiêu mặt dày, mới có thể cùng người nước ngoài quay cái video kia. Không biết nói gì chính là, cô còn có mặt mũi về nước đi xem mắt. Vẻ mặt Lục Vân càng trêu tức nói, thật sao? Sao tôi có cảm giác cô không coi trọng tôi? Làm sao có thể? Lưu Tiểu Nguyệt vội vàng giải thích, người ta vừa rồi thấy mình trang điểm có hơi nhạt, nên đi trang điểm lại mà thôi, tôi vô cùng hài lòng với điều kiện của anh. Lục Vân cười cười, điều kiện của tôi cô hài lòng, nhưng điều kiện của cô, tôi không hài lòng. Tại sao? Cô chơi với người nước ngoài đến nát bét rồi, còn dám trở về xem mắt, ai cho cô mặt mũi thế? Lục Vân nói xong câu đó. Ầm một tiếng lái Bugatti Veyron rời khỏi nơi này, để lại cho Lưu Tiểu Nguyệt một mặt mơ hồ. Làm sao hắn biết? Lúc này, hai cô gái đứng bên cạnh cũng phản ứng lại, chỉ vào Lưu Tiểu Nguyệt châm biếm nói, tôi đã nói sao cô ta lại quen mắt như vậy, hóa ra là bậc thầy nghệ thuật quốc tế. Bậc thầy nghệ thuật quốc tế, Lưu Tiểu Nguyệt sao có thể còn không rõ, lúc cô ở nước ngoài làm những chuyện kia, đã nổi danh ở Long Quốc, nhất thời hai mắt cô ta tối sầm hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Trở lại biệt thự Lục Nhân. Lục Vân còn chưa vào cửa, đã thấy Liễu Hiên Nhi dựa vào khung cửa, vươn ra một cái chân dài thon dài thẳng tắp, ngăn cản đường đi của hắn.
Hừ hừ, tiểu Lục Vân, thừa dịp các chị em đang bơi, cậu chạy đi nơi nào đấy? Cô đột nhiên vào tới, nắm lấy quần áo Lục Vân ngửi ngửi, đôi mắt đẹp hẹp dài bỗng nhiên lóe ra một tia sáng, chất vấn, trên người cậu sao có mùi thơm của phụ nữ? Lục Vân im lặng nói, trong nhà có ba chị gái xinh đẹp, trên người em có thể không dính tí mùi thơm nào sao? Nói dối, mùi trên người cậu không phải của ba chị em bọn ta, mà là của phụ nữ khác, nếu không thành thật khai báo, chị đây phải vận dụng tư hình với cậu. Liễu Yên Nhi giả vờ dọa nạt. Lục Vân xem như hoàn toàn phục tùng. Chị Yên Nhi quả nhiên là có mũi chó mà, đầu tiên là Lục thùng rác của mình, bây giờ lại còn có thể ngửi ra mùi vị phụ nữ trên người mình. Được rồi, em khai báo. Lục Vân đành phải đem chuyện hắn xem mắt nói ra. Lúc này không chỉ Liễu Yên Nhi, ngay cả Lâm Thanh Đàn cũng tò mò đến gần. Lâm Thanh Đàn hỏi, em trai, em thích cô gái xem mắt kia không? Trông có đẹp không? Không biết vì sao, lúc cô hỏi những lời này, vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên, dường như rất chờ mong đáp án của Lục Vân, nhưng lại rất sợ biết đáp án của Lục Vân. Đây là một loại tâm lý mâu thuẫn. Mâu thuẫn như vậy còn có Diệp Khuynh Thành, chỉ thấy cô lạnh lùng ngồi ở trên sofa, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được cô cũng rất tò mò. Lục Vân thấy thế, lại cố ý giở trò xấu cười nói, cũng được, cô gái kia tuy rằng không đẹp bằng các phi si, nhưng cũng coi như thanh tú. Cho nên, cậu đối với lần xem mắt này rất hài lòng. Lâm Thanh Đàn cẩn thận hỏi. Hắc hắc, bình thường thôi, em vẫn đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Đột nhiên, Diệp Khuynh Thành ngồi không yên, trực tiếp xông tới túm lấy lỗ tai Lục Vân nói, bảy chị em bọn ta tuổi lớn hơn cậu, còn không vội kết hôn, cậu vội cái gì? Nhìn xem, chị Khuynh Thành tỷ tức giận rồi. Quả nhiên càng là nữ thần, ăn giấm chua lại càng kinh khủng. Tuy lỗ tai Lục Vân bị nhéo đau, nhưng trong lòng lại càng đắc ý, chị Khuynh Thành như vậy, thật sự rất đáng yêu. Lâm Thanh Đàn đau lòng nói, chị cả nhẹ một chút, chị sắp véo rách tai em trai rồi. Nếu chị tức giận thì véo tai em ba ấy. Lâm Thanh Đàn, không phải lúc ở bể bơi em chỉ đánh chị một cái thôi sao, có cần phải mang thù như vậy không? Liễu Yên Nhi buồn bực nói. Không biết lớn nhỏ, chị là chị hai em đấy, dám gọi thẳng tên chị như thế à? Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn. Hai ngừa đùa giỡn một hồi, đây là chuyện bình thường, nhìn giết cũng sẽ thành quen. Một lát sau, Liễu Yên Nhi và Lâm Thanh Đàn mới ngừng lại, nhìn về phía Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, cậu có ảnh của cô gái kia không? Tôi rất tò mò rốt cuộc là cô gái như thế nào, có thể khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy hài lòng. Hai người Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra thần sắc tò mò. Vẻ mặt Lục Vân có chút trầm tư, nói, không chỉ có ảnh chụp, còn có video nữa. Vậy sao, mau lấy ra cho các chị xem. Liễu Yên Nhi đã không thể chờ đợi được nữa. Vì thế, Lục Vân dẫn ba chị gái xinh đẹp đến phòng của chị Tư, mở máy tính lên, sau đó mấy phút, ba chị gái xinh đẹp. Người thì nhéo tai, người thì nắm tóc, người thì kéo tay Lục Vân. Lục Vân khóc không ra nước mắt nói, các chị xinh đẹp, thật oan uổng quá, bởi nữ chính trong cái video này, chính là đối tượng hôm nay em đi xem mắt. Cái gì? Ba người đều run lên, ngay sau đó, biểu tình đều trở nên cổ quái. Liễu Yên Nhi trước hết không nhịn được, ôm bụng cười to nói, ha ha ha, tiểu Lục Vân, vận khí của cậu thật sự là quá tốt, chuyện như vậy cũng có thể bị cậu gặp được, chỉ cảm thấy cậu có thể làm nam chính một lần rồi. Lục Vân đen mặt, có ai hả hê khi người gặp họa như chị không? Lâm Thanh Đàn tức giận bất bình nói, đây là ai vậy, một chút xấu hổ cũng không có, lại còn mặt mũi trở về xem mắt, thật sự là làm mất mặt tổ tông rồi. Còn Khuynh Thành vừa tức giận, vừa len lén liếc video, gương mặt nóng bỏng nói, trong máy tính em Tư lại cất giữ loại video này, chờ nó trở về, xem chị xử nó như thế nào. Xong rồi cô lại nhìn Lục Vân cảnh cáo, cậu đem máy tính của Vương Băng Ngưng chuyển đến phòng tôi, về sau cũng không cho phép sử dụng nữa, có nghe hay không? Lời của chị Khuynh Thành, Lục Vân làm sao dám không nghe, lúc này thành thật đem máy tính chuyển đến phòng của chị cả. Đêm đó, Lục Vân đang ngủ đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Sát ý. Hắn cảm giác được sát ý nồng đậm, đang từng bước một tiến đến gần biệt thự. Đúng lúc này, phòng Liễu Yên Nhi bên cạnh cũng truyền đến một tia động tĩnh. Lục Vân im lặng đứng ở trước cửa sổ, mượn ánh trăng sáng,
nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa sổ phòng bên cạnh nhảy ra ngoài. Tuy rằng người nọ mặc đồ đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng thông qua hình dáng yểu điệu kia, Lục Vân lập tức nhận ra là Liễu Yên Nhi. Nhất định là Liễu Yên Nhi cũng cảm giác được sát ý, cho nên mới thay đồ đen. Kỳ thật đối với thân phận của Liễu Yên Nhi, Lục Vân đã sớm phát hiện ra. Lần đầu tiên gặp Liễu Yên Nhi, hai người đã giao thủ với nhau, lúc ấy Lục Vân đã cảm giác trên người cô khí tức của sát thủ, bởi vì người bình thường không thể có thân thủ như vậy. Chỉ là Lục Vân không điều tra sâu, mặc kệ Liễu Yên Nhi làm cái gì, cô vẫn luôn là chị ba của hắn, hơn nữa, cô cũng vẫn giống như trước kia, vô cùng yêu thương hẳn. Cho nên Lục Vân tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của Liễu Yên Nhi. Nhìn khí tức của Liễu Yên Nhi dần dần rời xa, Lục Vân cũng chuẩn bị đi theo nhìn xem, nhưng mới từ cửa sổ nhảy ra, bước chân của hắn lại đột nhiên dừng lại. Lại là một luồng sát ý khác. Tối nay có hai tên sát thủ đến đây. Lục Vân khẽ nhướng mày. Nếu là như vậy, nói rõ mục tiêu của hai sát thủ này không phải Liễu Yên Nhi, mà là đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn, dụ dỗ Liễu Yên Nhi. Chẳng lẽ mục tiêu là mình? Hay là hai chị? Lục Vân tạm thời không rõ mục tiêu của đối phương, nhưng mà, bọn họ nếu dám xông vào biệt thự Lục Nhân, cũng đã phạm vào tử tội. Ngay lúc này, sát thủ ẩn núp trong bóng tối, đã nhìn thấy Lục Vân, sau khi xác nhận hắn chính là một trong những mục tiêu của mình, thì đã chuẩn bị động thủ. Hắn tưởng rằng đã đem sát ý của bản thân che giấu kỹ mà không biết rằng, sớm đã bị bại lộ. Lục Vân cố ý quay lưng lại. Tên sát thủ kia cũng cẩn thận, lại kiên nhẫn chờ đợi mấy phút sau mới ra tay. Không động đậy sẽ không sao, nhưng một khi đã động ắt phải chết. Lưỡi dao sắc lạnh cực nhanh đâm ra, xé vỡ xuyên qua màn đêm đâm tới. Nhưng mà, ngay khi mũi đao của tên sát thủ sắp chạm vào Lục Vân, lại đột nhiên thấy Lục Vân mạnh mẽ xoay người một cái, con người đen nhánh lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ. Sát thủ trong lòng khẽ run lên, loại ánh mắt này, trước đây hắn chưa từng gặp qua. Nhưng đao đã ra, tất thấy máu. Sát thủ cố nén nội tâm sợ hãi khó hiểu của mình, đưa đao lên, mũi đao điên cuồng lóe ra hàn mang chói mắt, đâm vào mục tiêu. Nhưng một giây sau, hắn lại lần nữa kinh hãi. Lưỡi đao quả thật đâm trúng vị trí trái tim Lục Vân, hơn nữa còn dùng lực rất mạnh đâm qua, thế nhưng, khi mũi đao tiếp xúc với ngực Lục Vân, lại giống như đâm vào một khối sắt thép, không thể tiến thêm một bước. Hoành luyện cao thủ. Sát thủ quá sợ hãi thất thần 0.01 giây, đột nhiên cảm giác bả vai tên sát thủ bị cái gì đó đè nặng, ngay sau đó liền bị hất văng ra bên ngoài biệt thự mấy trăm mét. Mẹ kiếp! Đây đâu phải là cao thủ hoành luyện, rõ ràng là tông sư. Võ Đạo An. Trong nháy mắt bị hất văng ra khoảng cách mấy trăm mét, tên sát thủ cảm giác linh hồn của mình hình như sắp lìa khỏi xác rồi, hẳn cố hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng tay chân vẫn run cầm cập. Lúc này, Lục Vân từ đâu chạy tới hạ xuống một cước đánh gãy xương sườn của hắn, lạnh lùng nói đi, ai phái anh tới đây. Sát thủ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cố nén không rên một tiếng. Tin tức của kim chủ phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là nguyên tắc cơ bản của sát thủ bọn họ. Không nói. Lục Vân lại nhẹ nhàng đưa một chân lên rồi hạ xuống, lần này không chỉ đá gãy xương sườn của hẳn, còn đem nội tạng của hẳn đá cho nát bấy. Bên trong khoang miệng và xoang mũi của tên sát thủ tràn ngập máu tươi sau đó không ngừng ọt ọt ra bên ngoài, lúc này hẳn vẫn ngang bướng gầm lên một tiếng nói, tôi sẽ không khai bất cứ thứ gì, giết tôi đi. Giết. Nào có dễ dàng như vậy? Lục Vân cười lạnh một tiếng, một bộ cửu chuyển hồi dương châm trong nháy mắt đâm tới, nhưng mà cũng là phiên bản ngược dùng để tra tấn người khác. Châm đầu tiên, sát thủ nhịn. Mũi thứ hai, sát thủ cũng nhịn xuống. Cho đến mũi thứ năm, hạ ẩn bắt đầu lộ vẻ đau đớn. Mũi thứ bảy, đau đến không muốn sống nữa. Mũi thứ mười, tên sát thủ trực tiếp sụp đổ. Linh hồn của hắn như đang bị xé nát. Giết tôi, cầu xin cậu giết tôi đi. Ngũ quan sát thủ cao có, nỗi thống khổ này hẳn thật sự chịu hết nổi rồi. Chỉ cần nói ra là ai phái anh tới, tôi có thể cho anh chết một cách dễ chịu. Lục Vân lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện viên châm thứ 11, đang chuẩn bị đâm xuống, sát thủ rốt cục cũng sụp đổ nói, tôi khai. Tôi khai tất cả, cầu xin cậu đừng tra tấn tôi nữa. Nếu như chỉ là đau đớn thể xác,
hẳn còn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì ngất đi. Nhưng mà, đây rõ ràng là tra tấn tỉnh thân. Mỗi một cây châm, đều tàn phá ý chí tinh thần của hắn, dù là ý chí kiên định hơn người thì sớm muộn cũng sụp đổ mà thôi. Là Lý Cao Phi, là Lý Cao Phi thuê chúng tôi tới. Sát thủ run rẩy nói. Lý Cao Phi của tập đoàn Lệ Nhân. Đúng, là hắn, hắn bỏ ra giá cao, muốn chúng tôi giết cậu. Và Diệp Khuynh Thành, cầu xin cậu, chấm CSO tôi chết một cách dễ chịu đi. Răng rắc. Lục Vân trong nháy mắt bóp gãy cổ sát thủ, ngay sau đó cánh tay chấn động, một cỗ chân khí bá đạo xuyên vào thân thể, chỉ nghe thấy bùm một tiếng vang thật lớn, thi thể sát thủ này trực tiếp hóa thành một bãi huyết vụ. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Lý Cao Phiêu. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sát ý. Lục Vân đúng là không nghĩ tới, sát thủ lại là Lý Cao Phi mời tới. Lần trước Lý Cao Phi vì ngăn cản tập đoàn Khuynh Thành đưa ra thị trường, muốn phái người chụp ảnh nóng của Diệp Khuynh Thành, kết quả bị Lục Vân nhìn thấu. Sau đó Lục Vân cũng chỉ là để cho người ta phong sát tập đoàn Lệ Nhân mà thôi, cũng không có tìm Lý Cao Phi tính sổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên chết tiệt này, lại dám mời sát thủ đến giết hắn và chị Khuynh Thành, tên này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lúc này Lục Vân gọi một cú điện thoại cho Nam Giang Vương, lạnh lùng nói cha, trong đêm nay lập tức tra ra địa chỉ Lý Cao Phi cho tôi. Nam Giang Vương đang ngủ mơ mơ màng màng, trong nháy mắt nhận được cú điện thoại này, toàn thân có hơi hoảng sợ. Con mẹ nó, tên khốn Lý Cao Phi kia rốt cuộc làm cái gì, lại để cho Vân Thiên Thần Quân tức giận như vậy. Không muốn sống nữa à? Trong nháy mắt Nam Giang Vương đã tỉnh hẳn, một khắc cũng không dám chậm trễ, suốt đêm điều động tất cả mạng lưới, tra rõ địa chỉ hiện tại của Lý Cao Phi. Lúc này, một phương vị khác của biệt thự Lục Nhân. Hai bóng đen đang lướt qua cực nhanh. Dáng người uyển chuyển của Liễu Yên Nhi bao bọc dưới bộ màu đen, giống như một con mèo linh động, dẫm lên ánh trăng xuyên qua mặt đất. Rõ ràng cảm giác thực lực đối phương không thấp, sao lại chạy mà không đánh. Liễu Yên Nhi đột nhiên ý thức được điều gì, bước chân dừng lại. Lúc này, bóng người phía trước dừng lại, xoay người lại cười lạnh nói, Dạ Tường Vi, rốt cuộc cô cũng nhận ra rồi sao? Hắn cũng giống như Liễu Yên Nhi, một thân hắc y, trên mặt mang một bộ mặt nạ, tuy rằng chất liệu giống nhau, nhưng hình dạng thì có hơi khác. Bọn họ, thuộc về cùng một tổ chức sát thủ, ám ảnh các. Hắc bạch vô thường. Cho đến khi nhìn thấy mặt nạ của đối phương, Liễu Yên Nhi mới nhận ra thân phận của hắn, nhất thời kinh hô một tiếng. Hắc bạch vô thường, là hai người. Cũng có nghĩa rằng, đêm nay lẻn vào thự, không chỉ. Một có một tên sát thủ, cô đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn họ. Trong lòng Liễu Yên Nhi nhất thời sinh ra một cỗ cảm xúc bất an. Cô vội vàng chạy đi không muốn nói nhảm với Bạch Vô Thường, cũng không có thời gian nói nhảm với hắn. Liễu Yên Nhi xoay người chạy về biệt thự Lục Nhân, trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng mà, Bạch Vô Thường làm sao có thể dễ dàng thả cô rời đi? Ha ha, lúc chúng ta nhận được nhiệm vụ. Còn tưởng rằng đây chỉ là một vụ ám sát bình thường, không ngờ, lại xông vào. Nhà của sát thủ mặt lạnh Dạ Tường Vi, cô nói xem có trùng hợp hay không, Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi. Bạch Vô Thường trực tiếp hô lên tên thật của Liễu Yên Nhi. Tất cả mọi người ở ám ảnh các, đều là sử dụng mật danh, lúc hành động cũng thống nhất mặc đồ đen, mang mặt. Nạ, mục đích là phòng ngừa thân phận bị bại lộ. Dù sao, chuyện bọn họ làm. Không thể lộ ra bên ngoài. Mà một khi thân phận của sát thủ bị bại lộ, không chỉ gặp phải sự trả thù của kẻ địch mà còn bị ám ảnh các đuổi giết. Bọn họ không thể để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Nghe thấy Bạch Vô Thường gọi tên mình, Liễu Yên Nhi lập tức run lên. Lúc này, lại nghe Bạch Vô Thường cười lạnh nói, tôi nhớ hình như nửa năm trước, Dạ Tường Vi cô đã biến Giang Bắc Trần ra thành thái giám đúng không? Anh câm miệng. Liễu Yên Nhi lạnh giọng quát, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp mặt nạ đã mất đi khống chế. Hiện tại cô chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết Bạch Vô Thường diệt khẩu, tiếp theo lại trở về giết Hắc Vô Thường, như vậy mới bảo đảm thân phận của mình không bị lộ. Nhưng mà, rất khó. Thực lực của cô và Hắc Bạch Vô Thường không kém bao nhiêu, giết một trong hai bọn họ đã là một vấn đề, lại càng không cần phải nói giết cả hai. Và điều quan trọng nhất. Nếu như dây dưa ở chỗ này với Bạch Vô Thường quá lâu, thì phía bên biệt thự Hắc Vô Thường khẳng định sẽ đắc thủ.
Thậm chí, hiện tại Hắc Vô Thường đã đắc thủ rồi. Chính Liễu Hiên Nhi cũng là sát thủ của ám ảnh các, biết rõ phong cách hành sự của Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường thì thích hành hạ người đến chết còn Hắc Vô Thường thì thích giải quyết mục tiêu nhanh lẹ. Lúc này cô đã rời khỏi biệt thự đã 5-6 phút, thời gian cũng đã đủ cho Hắc Vô Thường động thủ 100 lần. Cho nên, lúc này Liễu Hiên Nhi có chạy về biệt thự thì cũng không còn kịp nữa. Loại tình huống này, nếu như đổi thành sát thủ máu lạnh khác, lựa chọn sáng suốt nhất chính là trước tiên giết Bạch Vô Thường, sau đó trở về tìm Hắc Vô Thường, như vậy ít nhất có thể bảo vệ thân phận của mình. Nhưng Liễu Hiên Nhi không làm được. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, cô sẽ cố hết sức mà chạy. Về biệt thự, cứu sống người thân của mình, cho dù bại lộ thân phận cô cũng không màng đến. Cho nên Liễu Hiên Nhi chỉ dừng lại một chút, sau đó quay người chạy về phía biệt thự. Việc hối hận nhất lúc này của cô chính là, lúc chạy ra khỏi biệt thự cô đã không gọi Lục Vân dậy. Thân thủ tiểu Lục Vân không tệ, nói không chừng hẳn tỉnh thì Hắc Vô Thường sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhất định phải chống đỡ nhé, Liễu Hiên Nhi thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên nhe răng cười một tiếng, thân ảnh lướt động, rất nhanh đã chặn Liễu Hiên Nhi lại. Ha ha, đến lúc này còn muốn trở về cứu người. Xem ra danh hiệu sát thủ mặt lạnh này chỉ có hư danh mà thôi. Liễu Hiên Nhi mặt lạnh như xương, giận dữ nói, hiện tại tôi không rảnh dây dưa với anh, cút ngay. Cô không có thời gian, nhưng tôi có. Bạch Vô Thường lộ ra vẻ trêu chọc, Liễu Hiên Nhi tiểu thư, khi cô trở thành một thành viên của tổ chức cô nên hiểu rõ, tình cảm đối với một sát thủ mà nói, là nhược điểm chí mạng, không phải cô ngay cả đạo lý này cũng không hiểu chứ. Hẳn và Hắc Vô Thường mặc dù là huynh đệ, nhưng nếu có một ngày, hẳn gặp phải tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không chút luyến tiếc mà vứt bỏ Hắc Vô Thường, thậm chí vì bảo toàn chính mình, hắn sẽ tự tay giải quyết Hắc Vô Thường. Máu lạnh, là tố chất cơ bản của sát thủ. Liễu Hiên Nhi chỉ có thể làm mặt lạnh, không làm được máu lạnh, cho nên cô không đủ tư cách làm sát thủ. Xì, hai ánh mắt tràn đầy sát khí giao nhau. Liễu Hiên Nhi không có lòng ham chiến, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bạch Vô Thường cũng không vội đánh chết Liễu Hiên Nhi, ngược lại giống như mèo vờn chuột, dùng lưỡi đao sắc bén cắt rách y phục của Liễu Hiên Nhi. Liễu Hiên Nhi tiểu thư, tôi đã từng đi quán bar của cô, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã bị khí chất nữ vương của cô hấp. Dẫn, cô có biết hay không, tôi có bao nhiêu mong chờ có một ngày sẽ đùa bỡn cô trong tay. Tên biến thái khốn nạn này. Lòng Liễu Hiên Nhi nóng như lửa đốt, nhưng Bạch Vô Thường này thật sự đáng ghét. Cô không để ý đến quần áo. Trên người mình đã bị hắn đâm thủng vài lỗ hổng, lộ ra một bờ vải trắng ngần như tuyết. Liễu Hiên Nhi biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị Bạch Vô Thường sỉ nhục đến chết, cho nên dù có lo lắng, cô cũng chỉ còn cách đánh một trận ác liệt với Bạch Vô Thường. Keng keng keng, lưỡi đao điên cuồng va vào nhau, bắn ra những tia sáng chói mắt. Đây là lần đầu tiên Liễu Hiên Nhi giao thủ với người cùng tổ chức. Nhưng mà rất nhanh cô liền phát hiện, thực lực của Bạch Vô Thường rõ ràng cao hơn cô, sở dĩ giao thủ lâu như vậy là vì tên này đang trêu đùa cô mà thôi. Dù sao Bạch Vô Thường có rất nhiều thời gian, nên cũng không vội. Liễu Hiên Nhi tức giận chửi ầm lê đê tiện vô sỉ hạ lưu ghê tởm, có gan thì giết lão nương đi. Đồ rùa đen khốn kiếp. Ha ha, giết cô. Làm sao tôi làm được, tôi phải chờ cô sức cùng lực kiệt, sẽ từ từ chơi cô. Hắn thích loại khoái cảm chinh phục này. Nhất là nhìn thấy những nhân vật bình thường cao cao tại thượng, sau đó ở trước mặt hắn vẫy đuôi cầu xin thương xót, tâm lý biến thái của Bạch Vô Thường sẽ đạt được thỏa mãn. Cực lớn. Có thể xem ở bên trong ám ảnh các, hẳn là một trong số sát thủ có tâm lý biến thái nhất. Bốp. Nhưng ngay khi Bạch Vô Thường trêu chọc Liễu Hiên Nhi, muốn dùng lưỡi đao xé rách toàn bộ quần áo của cô thì đột ngột trong bầu trời đêm hiện lên một tia ánh sáng trắng xoẹt qua. Một tia ánh sáng trắng cực kỳ quỷ dị, chói mắt. Giống như là uy lực của sấm sét, đánh chúng vào chính giữa mi tâm tên Bạch Vô Thường. Ngay sau đó, phụt, toàn thân Bạch Vô Thường giấy lên ánh lửa màu xanh quỷ dị, trong nháy mắt thiêu đốt hắn thành một đống tro cốt. Toàn bộ, quá trình ánh sáng trắng bổ xuống cho đến lúc Bạch Vô Thường biến thành tro cốt, hẳn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, bởi vì thời khắc ánh sáng trắng kia đánh trúng mi tâm của hắn, hẳn đã chết rồi. Thấy một màn như vậy, Liễu Hiên Nhi trừng lớn hai mắt.
Sát thủ tàn bạo Bạch Vô Thường làm người ta nghe tin đã sợ mất mật của ám ảnh các, cứ như vậy mà chết rồi. Cứ như vậy bị sét đánh chết. Thật là báo ứng nha, ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi chuyện ác mà các người làm, đáng đời. Liễu Yên Nhi mắng một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì, khuôn mặt xinh đẹp trở nên căng thẳng, vội vàng chạy về phía biệt thự. Không lâu sau khi cô rời đi, một thanh niên toàn thân tản ra khí tức bá đạo, bỗng từ trên đỉnh cây cao nhảy xuống. Chỉ là con kiến hôi mà thôi, chị gái của Vân Thiên Thần Quân mà cũng dám si tâm vọng tưởng, ai cho mày cái gan chó đó. Sau khi nói xong, thân hình thanh niên lóe ra một tia sáng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về một khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố Giang Thành. Lý Cao Phi, thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa, ông lại muốn xông vào, nếu đã vậy thì Lục Vân tôi sẽ đại từ đại bi tiến ông đi gặp Diêm Vương. Thanh niên này ngoại trừ Lục Vân ra, còn có thể là ai? Khách sạn Swan Lake. Lý Cao Phi cầm lên một nắm tiền mặt vứt về lên người phụ nữ nói, cầm tiền, mặc quần áo vào rồi cút. Ông chủ, đã trễ thế này rồi. Bảo cô cút thì mau cút đi, sao lắm lời vô nghĩa như vậy? Hừ, quả nhiên đám đàn ông thối các ngươi đều giống. Người phụ nữ ai oán nhìn Lý Cao Phi một cái, thấy sạc mặt Lý Cao Phi dần dần trở nên mất kiên nhẫn, cô gái vội vàng cầm tiền rồi ôm quần áo chạy ra ngoài. Lạch cạch. Lý Cao Phi châm một điếu thuốc lá, đứng bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ánh đèn thành phố bên ngoài khách sạn. Cũng không biết vì sao, tâm tình của ông ta đột nhiên trở nên phiền não. Lần trước kế hoạch nhằm vào tập đoàn Khuynh Thành thất bại, còn làm cho tập đoàn Lệ Nhân của ông ta bước vào. Khốn đốn, Lý Cao Phi vẫn không cam lòng. Nhưng tập đoàn Khuynh Thành có Nam Giang Vương che chở, hắn cũng đấu không lại. Cho đến vài ngày trước, Lý Cao Phi trong lúc tình cờ đã quen biết một tập đoàn sát thủ, thế là ông ta đã bỏ tiền ra. Thuê hai gã sát thủ hắc bạch vô thường. Vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thành và tên trai bao kia phải xuống địa ngục, ông ta cũng rất phấn khởi. Nhưng mà, vừa vui mừng được một chút, Lý Cao Phi không hiểu sao. Lại cảm thấy phiền não và bất an. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp hút vài điếu thuốc lá, Lý Cao Phi cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc bản thân ông ta đang bất an chuyện gì. Quên chuyện đó đi, có lẽ là lần đầu tiên mời sát thủ, không quen cho lắm. Lý Cao Phi chỉ có thể an ủi chính mình như thế, vừa chuẩn bị trở về giường ngủ, đột nhiên lại nhướng mày. Hả? Bên ngoài cửa sổ, có cái gì đó? Đại bàng? Diều? Không đúng. Má ơi, là người. Lý Cao Phi xác nhận lần nữa, cửa sổ bên ngoài đúng là có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Đây chính là khách sạn cao hơn 30 tầng đó. Bùm! Cửa sổ vỡ nát, bóng người bên ngoài vọt vào. Lý Cao Phi lộ vẻ hoảng sợ nói, là ngươi. Thanh niên trước mắt, chính là người mà ông ta mời sát thủ đi ám sát, là tên trai bao của Diệp Khuynh Thành Lục Vân. Làm sao có thể, cậu rốt cuộc là người hay quỷ? Hai con mắt của Lý Cao Phi trợn tròn, quả thực không thể tin được hết thảy những gì nhìn thấy trước mắt. Vốn tôi đã tha cho ông một mạng, nhưng ông lại không biết khó mà rút lui, thấy chết mà không sợ, lại dám trêu chọc trên đầu tôi. Tôi thấy ông ngại mình sống lâu quá rồi chăng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.